Chương 4080, truy sát liên tục. Hà Tam truy sát liên tục, hắn là thiên tài hiếm có trong Thanh Long hoàng triều, cũng có thể nói là tuấn kiệt trẻ tuổi ưu tú trong toàn bộ Nguyệt Hoa Tinh, đã quyết định muốn giết Lăng Hàn, hắn tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Lần lượt thất bại chỉ làm sát ý của hắn thêm kiên định, bước chân truy sát không chậm lại chút nào. Lăng Hàn cũng phải chọn thời gian đột phá, sau khi thoát khỏi Hà Tam mới đột phá, nếu không một lúc sau, đối phương khẳng định truy tung đuổi theo. Mở ẩn huyện rất gian nan, bởi vì người bình thường chỉ có thể đạt tới 72 khiếu huyệt, mở ra 108 huyệt đã là đáng quý. 108 chính là tiểu chu thiên, như vậy, số lượng tất cả khiếu huyệt có phải là 360 cái, hợp với đại chu thiên. Lăng Hàn nghe rằng, 108 cái khiếu huyệt đã hao hết thời gian một năm của hắn, nếu thật mở ra 360 cái khiếu huyệt, hắn cần thời gian hơn 2 năm. Nhưng vô luận thời gian bao lâu, nếu có mục tiêu hoàn mỹ, như vậy hắn nhất định phải làm thật hoàn mỹ. Cho nên, vừa lúc có siêu cấp thiên tài đuổi giết hắn, hắn sẽ thừa nhận áp lực sinh tử, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lăng Hàn tiếp tục đánh quái, hiện tại chỉ kém thổ tinh hoa, đừng nói chỉ có Hà Tam đang đuổi giết hắn, cho dù 100 tên Hà Tam liên thủ, hắn sẽ ở lại nơi này, thẳng đến khi đạt được thổ nguyên tinh mới thôi. 7 ngày sau, Lăng Hàn có cảm ngộ, hắn ngừng lại, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, oanh, cấp độ sinh mệnh bắt đầu tăng lên, xu thế đột phá rất mạnh. Lăng Hàn ăn một viên sinh mệnh bảo quả, sau đó bắt đầu xung kích gông cùng xiềng xích trong cơ thể. Ba, 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 âm thanh chói buộc bị đánh tan, một cái khiêu huyệt mở ra, có thể câu thông thiên địa, bí lực sôi trào. Ẩn huyệt thứ nhất, đây chỉ là bắt đầu, cũng không lâu lắm, ẩn huyệt thứ hai cũng mở ra, sau đó là thứ ba, thế như trẻ tre. Nửa giờ sau, hắn đã mở ra chín ẩn huyệt, vào lúc hắn kết thúc đột phá, lại phát hiện cấp độ sinh mệnh tăng lên cực mạnh. Còn có thể tiếp tục, Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng dừng lại, sau đó lại ăn một viên sinh mệnh bảo quả, hắn còn đang tiến hành đột phá. Ẩn huyệt thứ 10, thứ 11, sau khi lại mở ra chín khiếu huyệt, rốt cuộc cũng dừng đột phá. Lăng Hàn kinh ngạc, lần này hắn mở ra 18 cái khiếu huyệt. Cứ như vậy, chỉ sợ hắn mất thời gian nửa năm là có thể mở ra toàn bộ ẩn huyệt. Đương nhiên, nếu như có tổng cộng 360 cái đại huyệt. Ông, sát ý đáng sợ xôi trào, Hà Tam lại tới, lúc này, Lăng Hàn không có trốn, hắn đối mặt với đối phương, lại vận dụng chiến thần tam thức. Hắn mở ra mấy cái ẩn huyệt, chiến lực có tăng mạnh hay không? Oanh, 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 đánh ba chiêu, Lăng Hàn quay đầu bỏ chạy, phát động chỉ xích thiên nhai rời đi thật xa. Hắn vẫn không phải đối thủ của Hà Tam, mặc dù mở ra mấy cái ẩn huyệt, thực lực có tiến bộ nhưng chưa từng xuất hiện biến chất, cho nên sau khi đánh ra ba chiêu, Lăng Hàn tự mình chạy đi đường. Hà Tam lúc này vô cùng phiền muộn, hắn vẫn bỏ chạy Lăng Hàn lại đột nhiên dám ra tay với hắn. Hơn nữa người đánh thì đánh nha, tại sao lại đánh ba chiêu? Ba chiêu này cũng làm hắn ngây người, chiến thần tam thức quá cường đại, cũng áp chế hắn hoàn toàn, thời điểm hắn muốn phản kích, Lăng Hàn bỏ chạy. Người chạy làm gì, hắn tức sôi ruột, thét dài một tiếng, lại truy kích lần nữa. Truy đuổi tiếp tục, Lăng Hàn hiện tại không tiếp tục mỗi lần bị truy sát thì bỏ chạy, hắn lại dùng chiến thần tam thức nghênh đón, đánh ba chiêu liền sử dụng chỉ xích thiên nhai bỏ chạy. Qua mấy lần, Hà Tam đã tức giận không nhỏ, có người nào như ngươi không? Vừa ra tay chính là ba đại chiêu, đánh hắn bị động phòng thủ, thời điểm hắn bắt đầu phản kích, Lăng Hàn lại bỏ chạy, làm hắn có lực nhưng không thể dùng, có tức giận nhưng không xả được. Ghê tởm, thật đáng giận. 10 ngày sau, Lăng Hàn đột phá lần nữa, hắn lại mở ra 18 cái ẩn huyệt. Lần này hắn lại chiến ba chiêu với Hà Tam, tự cảm thấy thực lực lại có tăng lên nhưng vẫn không thể địch lại Hà Tam. Không có biến chất, hắn cũng không khả năng chiếm được thượng phong quân tử báo thù ba năm không muộn hơn nữa hắn cũng không cần ba năm thổ nguyên tố trong tay hắn càng ngày càng nhiều nhưng bị hà tam truy sát như thế hắn không tính hội hợp với đám tiểu hoa nhi bởi vì một khi lộ ra quan hệ giữa hắn và các tiểu hoa nhi như vậy bảy đứa trẻ sẽ thành nhân tố hà tam uy hiếp hắn đương nhiên hắn sẽ không đặt bảy tiểu hoa nhi vào hiểm địa hắn cũng không gặp mặt thẩm hàn vân hắn lưu lại tin tức tại nơi gặp mặt cũng nói sơ lược tình huống diễn ra mười ngày một tháng ba tháng thời gian không ngừng trôi qua nghị lực hà tam có thể gọi là kinh người hắn từ đầu đến cuối vẫn theo sau lưng lăng hàn dường như không xử lý lăng hàn hắn không thể rời khỏi nơi đây khiến lăng hàn cũng tức sôi ruột vốn không quen biết vì sao ngươi truy sát ta nửa năm có đại thù với nhau hay sao ngươi chờ sau khi ta bước vào tầm bí cảnh khi đó cùng tính sổ một lượt lăng hàn vô cùng khó chịu hà tam chưa chắc tốt hơn chút nào phải biết sau khi hai người gặp nhau, đều là Lăng Hàn dùng chiến thần tam thức phát động công kích, làm cho hắn chỉ có thể tự vệ, sau đó đánh xong liền chạy. Rất giống gái lầu xanh tiếp khách, kết quả gặp phải cao thủ xã tốc, không sảng khoái còn chưa tính, đối phương chơi xong còn không trả tiền, sách quần lên bỏ chạy. Hắn càng ngày càng nổi giận, thề phải đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Nhiều ngày trôi qua, thực lực Lăng Hàn tăng lên rất nhanh, số lượng khiếu huyệt hắn mở cũng đạt tới 324 cái. Hắn có lòng tin rất lớn, Tổng số khiếu huyệt phải là 360 cái, vừa vặn hợp với số lượng chu thiên. Sắp rồi, sắp rồi, hắn nói thầm trong lòng. Hiện tại hắn cách 10 ngày đột phá một lần, mở ra 18 cái ẩn huyệt. Dựa theo đó mà tính, hắn chỉ cần đột phá thêm hai lần là đạt tới khai khiếu cảnh cực hạn. Không thể không nói, trong này có công lao Hà Tam thật lớn. Không có hắn bước bách lăng hàn như thế, cho lăng hàn đủ động lực. Hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn như thế. Sau khi nghỉ ngơi, Hà Tam lại xuất hiện lần này hắn trực tiếp cầm kiếm chém tới không muốn bị lăng hàn dùng ba chiêu đẻ đánh nhưng không có lăng hàn sử dụng chiến thần tam thức hà tam chỉ có thể phòng ngự toàn lực ứng phó ba chiêu nhưng khi hà tam thở ra một hơi lăng hàn đã phát động chỉ xích thiên nhai chạy mất hà tam sinh ra xúc động hay là thôi đi muốn đánh giết lăng hàn ở nơi này gần như là chuyện không thể nào hay là đi ra ngoài canh giữ đến lúc đó với thực lực chú đỉnh cảnh của hắn muốn oanh sát lăng hàn còn không phải dễ dàng Hắn lại lắc đầu, nếu như hắn có ý nghĩ như vậy, tâm linh của hắn sẽ có thiếu hụt, ngày sau sẽ sinh ra tai họa ngầm khi xung kích võ đạo đỉnh phong. Đuổi theo, tiếp tục đuổi giết, chương 4081, so đấu ý chí. Hà Tam một đường đuổi theo, lần này hắn không tiếc cái giá lớn, giống như vận dụng một loại bí thuật nào đó, Lăng Hàn không thể bỏ qua hắn, nhiều lắm là nửa giờ, đối phương sẽ đuổi kịp hắn. Dường như Hà Tam cũng ý thức được, Lăng Hàn mặc dù không địch lại hắn nhưng chiến lực đang tăng lên rất lớn quá khủng khiếp nếu như cho phép đối phương trưởng thành vô hạn chẳng phải sẽ sánh vai với mình mặc dù thực lực còn kém xa không bằng đối phương nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày như thế cho nên hắn càng hung ác nhất định phải diệt sát lăng hàn lăng hàn hiện tại không có thời gian đánh quái hắn đoán cũng không có sớm như thế bảy tiểu hoa nhi cộng thêm thẩm hàn vân khẳng định sẽ đánh đủ thổ tinh hoa chỉ kém cùng dung hợp thành thổ nguyên tinh hà tam cường thế áp bách thậm chí lăng hàn không có thời gian tu luyện thể lực còn tốt, sức khôi phục của hắn cường hoành, căn bản không ngờ lo lắng sẽ hao hết nhưng bí lực không tăng lên. Hiện tại không thể khôi phục, chỉ có thể dựa vào đan dược, hắn làm sao có thể đền bù tiêu hao. Hai ngày sau, trạng thái lăng hàn biến thành cực kém, cho dù kinh mạch của hắn rộng hơn người bình thường nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. May mắn hắn là đan đạo đại sư, hiệu quả đan dược luyện chế ra còn cao hơn người khác, lúc này mới có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn vẫn không chịu nổi, Hà Tam chưa chắc tốt hơn chút nào vì cái gì hắn lại không dùng bí thuật như thế. Đó là bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên hắn mới không dùng tới. Hiện tại hắn quyết định, không tiếc trả giá lớn cũng phải xử lý lăng hàn nhưng như thế không có nghĩa tiêu hao sẽ nhỏ đi. Liên tục vận chuyển hai ngày, hắn cũng kém một ít là đạt tới cực hạn, trên người đều là mồ hôi, ngay cả tóc cũng dính vào nhau, không còn tiêu sái như lúc trước. Hiện tại hai người không phải so đấu chiến lực, bọn họ đang so đấu ý chí. Bọn họ sắp đạt tới cực hạn thân thể, Ai có thể kiên trì lâu hơn, người đó sẽ nắm giữ ưu thế. Hà Tam không hổ là thiên tài đỉnh cấp, ý chí của hắn cực kỳ cứng cỏi, từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo không bỏ, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ kiên trì lâu hơn Lăng Hàn. Nói đến ý chí, Lăng Hàn sợ ai? 5 ngày, 7 ngày, 9 ngày, đến ngày thứ 10, kỳ thật hai người đều đạt đến cực hạn, rõ ràng đối phương đang ở phía trước nhưng bọn họ không thể tới gần. Lúc này, thể phách cường hoành của Lăng Hàn đã sinh ra hiệu quả mặc dù bí lực của hắn khô cạn, chỉ có thể dựa vào đan dược trèo chống, lực lượng của hắn vẫn còn dồi dào, chỉ ít còn bảo lưu ba thành lực lượng. Hắn đang chờ phản kích, chỉ cần Hà Tam hao hết bí lực, khi đó mọi người chỉ có thể dựa vào thể lực, hắn có thể miểu sát đối phương một vạn lần. Không kém bao nhiêu, Lăng Hàn ngừng lại, xoay người, hắn nhìn Hà Tam. Người không chạy, Hà Tam thở hổn hển nói một câu, tận lực làm giọng nói mang theo khinh thường. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Ngươi không phải vẫn muốn giao thủ với ta sao, ta thành toàn ngươi. Hắn nhanh chân đi về phía Hà Tam, hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì sao. Hà Tam cười lạnh, hắn đánh một trường, hào quang sáng ngời bộc phát. Hắn lưu lại một đạo lực, đi, Lang hàn giơ tay hất lên, xèo, thiên văn ngọc bay ra ngoài. Hắn muốn va chạm khí lực với Hà Tam chỉ là ngụy trang, sát chiêu chân chính lại là Thiên Văn Ngọc. Thiên Văn Ngọc bộc phát tốc độ gấp 10 lần âm thanh. Không có biện pháp, Lăng Hàn tiêu hao bí lực quá lớn, từ đó uy lực một kích kém hơn quá nhiều. Pháp khí niệm lực, Hà Tam sững sờ, hắn lập tức nhận ra được, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng trốn tránh nhưng hắn muốn trốn tránh lại không tránh được, thiên văn ngọc bay nhanh thế nào. Muộn, dù sao hắn không phải thời kỳ sung mãn, cho dù gấp 10 lần vận tốc âm thanh cũng đã muốn mạng hắn rồi. Âm, thiên văn ngọc nện vào nhưng trên thân Hà Tam lại có phù văn màu vàng bộc phát, hóa thành một chiếc chuông vàng bảo hộ hắn vào bên trong, Hà Tam vô cùng đau lòng, đây là phù binh hắn được cường giả trong sư môn ban cho, nếu thừa nhận công kích không thể phá giải thì nó sẽ tự vận hành, là bảo vật có thể cứu mạng. Lúc trong di tích cổ, hắn từng dùng ba lần, cũng cứu mạng hắn ba lần, tuyệt đối không ngờ rằng, lúc đuổi giết một tầm bí cảnh nho nhỏ lại dùng một lần. Nhưng không sao, hắn có thể thu hoạch pháp khí niệm lực, từ suy tính lâu dài, tầm quan trọng tuyệt đối không thấp hơn phù binh. Lang Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Hà Tam lại còn bảo vật cứu mạng. Lại đến, hắn cũng liều mạng, phát động chỉ xích thiên nhai va chạm với Hà Tam, đồng thời dẫn động năng lượng hủy diệt, chẳng những quấn quanh trên hai tay, hơn 300 cái khiếu huyệt trong cơ thể cùng phun trào. Hiện tại hắn hóa thành con nhím, âm, hắn động một cái, viên đạn thịt người còn nhanh hơn cả thiên văn ngọc, Hà Tam không thể trốn tránh, chỉ có thể va chạm. Nếu hắn trong thời kỳ sung mãn, chiến lực của hắn mạnh hơn, phát động phản kích đủ để trọng thương thậm chí giết chết lăng hàn. Hiện tại hắn bị đụng trúng, năng lượng hủy diệt càng cũng bộc phát. Ông, từng đạo phù văn màu vàng lóe sáng, hóa thành một chiếc chuông vàng bảo vệ Hà Tam. Khốn kiếp, còn nữa, Lăng Hàn nuốt nước bọt, bí lực của hắn đã hao hết, căn bản không thể phát động chỉ xích thiên nhai. Hà Tam cảm thấy ra đầu tê dại, hắn lại dùng hết một lần bảo vệ tính mạng, năng lượng phù binh hao hết, hóa thành cho bụi, sẽ không thể bảo vệ hắn. Hắn phiền muộn muốn chết, lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những không thể giết Lăng Hàn, đoạt được pháp khí niệm lực, Ngược lại còn tiêu hao hai cơ hội bảo vệ tính mạng. Hắn không do dự xoay người bỏ chạy, nếu Lăng Hàn lại công kích như thế, hắn khẳng định không chịu nổi. Không có biện pháp, trạng thái của hắn bây giờ quá kém. Lăng Hàn không có đuổi theo, hắn đuổi theo không nổi. Ba, hắn đặt mông ngồi xuống, vội vàng ăn đan dược. Mấy ngày nay ăn quá nhiều đan dược, trong cơ thể sinh ra kháng dược tính rất mạnh, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cũng may hắn không gặp địch nhân, ngày thứ hai, lúc mặt trời vừa mọc Lăng Hàn vội vàng nắm chặt thời gian tu luyện, khôi phục bí lực. Nửa giờ sau, Lăng Hàn cảm thấy tinh thần sảng khoái, lại khôi phục trạng thái sung mãn. Nhưng hắn khôi phục, Hà Tam cũng không kém hơn nhiều, chờ sau đó khẳng định sẽ lại giết hắn. Hắn muốn rời đi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, khốn kiếp, hắn sắp đột phá, cấp độ sinh mệnh tăng lên rất mạnh. Là lập tức đột phá hay tạm thời áp chế, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định đột phá. Hắn tiến thêm một bước chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong khi đó hắn có thể đột phá tầm bí cảnh, khi đó hắn sẽ bước vào tầm bí cảnh, hắn sẽ sợ Hà Tam hay sao? Lăng Hàn đột phá, oanh, gông cùng xiềng xích trong cơ thể lập tức vỡ nát, 10 ngày đại chiến cũng nghiền ép tiềm lực của hắn, hắn đang nghênh đón bạo phát. Nhưng vào lúc này, hàn ý kinh người ập tới, chính là Hà Tam âm hồn bất tán. Chương 4082, làm loạn, Hà Tam tuyệt đối không buông tha Lăng Hàn, nói từ góc độ khác, hắn đã nói muốn giết Lăng Hàn, như vậy nhất định phải làm được, nếu không chẳng phải sẽ ném đi huy danh người mạnh nhất thế hệ trẻ thanh long Hoàng Triều. Từ góc độ sắc bén, Lăng Hàn nắm giữ rất nhiều bảo thuật kinh người, còn có pháp khí niệm lực như Thiên Văn Ngọc, hắn tự nhiên muốn có được, hắn cần phải xử lý Lăng Hàn trước. Hắn lại hao phí hai cơ hội bảo vệ tính mạng trên người Lăng Hàn, chuyện này càng làm hắn muốn giết Lăng Hàn, bằng không hắn cũng quá thua lỗ. Bởi vậy, sau khi khôi phục trạng thái, hắn lập tức chạy trở về. Chết, Hà Tam ngửa kiếm đánh tới, kiếm khí bộc phát hưu 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 kiếm khí dày đặc đầy trời, như mưa to. Lăng Hàn không chút do dự, lập tức co cẳng bỏ chạy. Hắn đang đột phá khẩn cấp, làm sao đánh với Hà Tam. Hiu hiu hiu, hắn liên tục phát động mấy lần chỉ xích thiên nhai, chấn động kịch liệt làm khí huyết của hắn sôi trào. Hắn vốn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ đang đột phá, tình huống trong cơ thể đang biến hóa như trời lệch đất, bị tấn công một đòn làm hắn cực kỳ khó chịu, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt điên khùng, ngược lại lợi dụng chấn động mở ẩn huyệt, âm, không ngờ hắn lại có thể thành công, một cái khiếu huyệt mở ra. Rất tốt, còn thừa lại 15 cái. Vào lúc này, Hà Tam đã đuổi tới. Mẹ nó, ai sợ ai chứ? Lăng Hàn không có chạy, tạm thời không thể vận dụng chỉ xích thiên nhai, cũng không thể bỏ chạy. Hắn lao về phía Hà Tam, phát động chiến thần tam thức. Đối mặt ba thức tiên pháp, mặc dù Hà Tam ăn vô số lần thua thiệt nhưng không thể áp chế, chỉ có thể liên tục lui về phía sau, hắn không dám tranh phong, một thức, hai thức, ba thức, suốt cục ba thức đã qua. Hà Tam lại sững sờ, tại sao lần này Lăng Hàn đánh chậm thế? Không được, bỗng nhiên hắn kịp phản ứng, bị lừa rồi, đáng tiếc, hắn phản ứng quá chậm, Lăng Hàn phát động Chỉ Xích Thiên Nhai, lập tức rời đi thật xa. Sau khi hắn vận dụng chiến thần tam thức cực chậm, hắn muốn ổn định khí huyết trong người, từ đó hắn có thời gian phát động Chỉ Xích Thiên Nhai. Phốc, Lăng Hàn lại phun máu tươi mặc dù hắn kéo một chút thời gian nhưng cho dù là chỉ xích thiên nhai hay chiến thần tam thức tất cả đều tạo thành phụ tải lớn lên người hắn hắn làm sao có khả năng khôi phục chân chính nhưng lúc này hắn càng biên khùng đôi mắt biến thành màu đỏ mở 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 cho ta hắn hét lớn ba ba lại có mấy đạo gông cùng xiềng xích trong cơ thể bị mở ra hắn mở thêm hai khiếu huyệt còn có mười ba khiếu huyệt thời gian qua một lúc hà tam lại tới âm hồn bất tán lăng hàn than thở trong lòng nếu như hà tam thật sự là âm hồn thì tốt hắn có thể dùng lục tự minh vương quyết quát lui hắn không chút do so dự xông tới kéo dài tư thế thi triển chiến thần tam thức người có thể dùng chiêu khác được không hà tam khinh bỉ hắn lập tức rút lui hắn lại phát hiện lăng hàn căn bản không có vận dụng chiến thần tam thức hắn chỉ làm dáng mà thôi bị lừa rồi hà tam kêu không tốt cũng phải lăng hàn vừa mới vận dụng chiến thần tam thức hắn làm sao có thể vận chuyển lần thứ hai nhanh như vậy Hắn thẹn quá hóa giận, vội vàng xông tới chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn cầm mảnh vỡ mộ bia tấn công Hà Tam. Oanh, cục gạch sinh ra âm khí trùng điệp, giống như có quỷ vật không biến mất. Khốn kiếp, tại sao xảy ra dị biến? Lăng Hàn cũng sững sờ, từ khi hắn đến Nguyệt Hoa Tinh đến giờ, chưa từng sử dụng mộ bia, cũng chưa cầm ra lần nào, ai ngờ nó lại sinh ra biến hóa lớn như thế. Chẳng lẽ mộ phần nằm ở đây, mảnh vỡ bị trộm đi, lúc này nó quay về nên sinh ra dị biến? âm khí trùng thiên cảnh tượng kinh người hà tam khiếp sợ hắn vội vàng né tránh sau khi thoát ra khỏi phạm vi âm khí bao phủ thì hắn mới ngừng lại nhìn về phía lăng hàn nói ngươi thật sự không biết sống chết lại dám dùng thứ có âm khí lớn như vậy hiện tại không cần ta xuất thủ ngươi sẽ bị âm khí quấn thân không bệnh mà chết việc này không khoa trương bị cục gạch đánh một cái không ai không bị vận rủi quấn thân không may liên tục cho dù Hồng Thiên Bộ có đại khí vận cũng không tránh khỏi, xui xẻo kéo dài tới mấy tháng. Lăng Hàn hiện tại bị âm khí quấn quanh, hắn không phải bị xui xẻo mà là muốn chết. "Vậy ngươi chậm rãi chờ đi." Lăng Hàn không quan tâm tới âm khí, hắn bắt đầu đột phá. 3, 3, 3, Gông cùng xiềng xích trong cơ thể liên tiếp vỡ vụn, từng ẩn huyệt mở ra. 5 cái, 7 cái, 9 cái, 15 cái, chỉ còn lại ba cái. Nhưng đúng lúc này, tiến cảnh của Lăng Hàn chậm lại. Dường như tích lũy đã hết. Hiển nhiên vừa rồi bị Hà Tam quấy nhiễu, hắn không thể nghiêm túc đột phá nên mới như thế. Lăng Hàn không biết bỏ lỡ cơ hội lần này lại có thể mở ra ba ẩn huyệt còn lại hay không, cho nên hắn nhất định phải khởi tử hoàn sinh. Phá cho ta, hắn dẫn động vị diện trong cơ thể, ức ức vạn sinh linh cùng nhau phóng xuất niệm lực, tạo thành động lực. Ba, khiếu huyệt 16 mở ra. Một lát sau, ba, khiếu huyệt 17 cũng mở ra. Chỉ còn một cái cho dù Lăng Hàn đã liều mạng nhưng nhân lực cuối cùng cũng có hạn, tính mạng của hắn đã bắt đầu hạ xuống, đột phá sẽ kết thúc. Không được, Lăng Hàn càng điên cuồng, hắn há miệng chủ động hấp thụ âm khí. Hiện tại hắn cần năng lượng, cần trợ lực, không quan tâm nó là cái gì, chỉ cần có thể trợ giúp hắn mở khiếu huyệt cuối cùng là đủ. Ngớ ngẩn, Hà Tam lắc đầu, hắn chưa gặp qua kẻ ngu xuẩn như thế, ngại chết được không đủ nhanh sao. Sau khi âm khí bạo phát, nó càng biến thành cuồng bạo, sôi trào như nước sôi, cho dù là Hà Tam cũng không nhìn rõ ràng, hắn chỉ nhìn thấy tử khí và âm khí đen kịt. Âm khí nhập thể, Lăng Hàn sợ run cả người, thân thể không lạnh, đó là cảm giác linh hồn tịch diệt, dường như hắn phải chết. Phá cho ta, Lăng Hàn không quan tâm, dẫn động năng lượng kích thích sinh mệnh tăng lên. Oanh, hắn đánh bậy đánh bạ làm loạn nhưng lại thành công. Ba, 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 ba gông cùng xiềng xích bị đánh nát, 18 cái khiếu huyệt bị mở ra. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, tất cả khiếu huyệt của lăng hàn đang phát sáng giống như sao trời vào lúc này hắn giống như tu thành thần thể nào đó chỉ là trong nháy mắt mà thôi các chu thiên đại huyệt biến mất tạm thời quay trở lại bình thường chỉ đợi bộc phát oanh thiên địa đang bị chọc giận có tiếng sấm xuất hiện thiểm điện xẹt qua dường như muốn oanh sát kẻ đại nghịch bất đạo thiên địa giận dữ cho dù âm khí nặng hơn nữa cũng không thể thừa nhận chỉ trong nháy mắt tất cả âm khí biến mất rốt cuộc hà tam lại nhìn thấy lăng hàn lần nữa Hắn cười lạnh, mặc dù tiểu tử này có vận khí rất tốt, ngay cả ông trời cũng giúp hắn, đáng tiếc đã chậm, hắn hấp thu quá nhiều âm khí, ngay cả hít thở cũng phun ra tử khí. Còn cứu nổi không? Chương 4083, Phật tộc diệu pháp. Thật sự ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hà Tam lắc tay áo, nội tâm rung động khó hiểu. Vì cái gì Lăng Hàn không chạy, nhiều lần liều mạng với hắn, nếu không Lăng Hàn cũng không cần vận dụng âm khí ngập trời, làm hại mình bị âm khí quấn thân, tự tìm đường chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Hà Tam cũng không xuất thủ, hiện tại hắn không cần xuất thủ, Lăng Hàn bị âm khí quấn thân, giờ chết đã đến gần. Lăng Hàn lại vươn tay, hét lớn, úm, um, oanh, Phật âm cuồn cuộn làm người ta tỉnh ngộ. Lục tự minh vương chú, có thể chấn tả ác, có thể giết tâm ma, chuyên khắc tả vật, siêu độ vong hồn. Phun ra một chữ, lòng bàn tay Lăng Hàn xuất hiện tử khí, sau đó biến thành cho tàn, giống như chôn vùi, Siêu độ vong linh, thủ đoạn Phật tộc, Hà Tam nói, ngươi là Phật tộc, con em ngươi mới là hòa thượng đầu trọc. Lăng Hàn nói thầm một câu, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục hét lớn. Úm, um, oanh, lại có khói đen bay ra ngoài. Úm, um, úm, um, úm, um, úm, um, úm, um. khi Lăng Hàn không ngừng hét lớn, từng đám khói đen bị ép ra và biến mất. Khóe miệng Hà Tam co giật, vì sao ngươi chỉ có một chữ úm? Um? Không phải Lục Tử Minh Vương chú là sáu chân ngôn sao? Năm cái khác đâu, bị ngươi ăn rồi sao? trên thực tế lăng hàn cũng muốn sử dụng hết lục tự minh vương chú tại sao không có sáu chữ bởi vì sử dụng toàn bộ uy lực sẽ lớn nhất chỉ có chữ úm hiệu quả trừ tà cũng có hạn nhưng không có biện pháp hắn chỉ biết chữ úm mà thôi úm 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 hắn tiếp tục hét lớn úm um em gái ngươi hà tam không chịu nổi hắn hét lớn một tiếng lập tức xông lên chém giết lăng hàn hiện tại tử khí trong cơ thể lăng hàn phun ra ngoài liền biến mất đã không gây thương tổn đến hắn tâm niệm lăng hàn vừa động khiếu huyệt chu thiên phát sáng có ngôi sao đầy trời trên người hắn xuất hiện một màn sáng ầm um, hà tam công kích lại bị tia sáng ngăn cản cái gì hà tam sửng sốt một chút đây là phòng ngự gì cũng quá kinh khủng rồi hắn hét lớn một tiếng năng lượng màu xanh lam phát động cuối cùng đã đột phá phòng ngự tinh thần tiếp tục tấn công lăng hàn nhưng lăng hàn cũng có đầy đủ thời gian lui lại hắn không đánh trả chỉ hét lớn úm việc cấp bách hiện tại chính là xua tan tử khí đây là vì mạng của hắn hắn đã cảm thấy sức sống trong nội tạng giảm mạnh đang suy kiệt không nhanh chóng bước ra ngoài sẽ gặp vấn đề lớn hà tam lại đuổi theo nhưng lần này lăng hàn không sử dụng màn sáng tinh thần mà là sử dụng chỉ xích thiên nhai lui lại không qua bao lâu hà tam lại đuổi theo lần nữa chu thiên đại huyệt của lăng hàn chu thiên phát ra màn sáng lần nữa ầm um, hà tam đánh ra một kích hắn không thể đánh tan phòng thủ hắn nhất định phải vận dụng năng lượng màu xanh lam, chỉ có lúc này mới có thể phá hư màn sáng tinh thần. Có phần giống năng lượng hủy diệt, tuy phẩm chất kém hơn nhưng vẫn bất phàm. Điểm này cũng có vấn đề, năng lượng quá cường đại, phụ tải với Hà Tam cũng lớn, không thể vận chuyển trong thời gian dài. Âm âm âm, không có năng lượng màu xanh lam, Hà Tam phải đánh 17 kích mới có thể xông phá màn sáng nhưng cũng cho Lăng Hàn đầy đủ thời gian khôi phục, hắn lại thi triển chỉ xích thiên nhai. Úm, 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 Khói đen trong người bị bài trừ, trạng thái cũng tăng lên, gương mặt vốn đen kịt, hiện tại nó đã khôi phục sắc trắng, hơn nữa còn hồng nhuận phơn phớt. Không qua bao lâu, hắn có thể khôi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Hà Tam phiền muộn, tại sao Lăng Hàn đột nhiên có thủ đoạn phòng ngự cường đại như thế? Không, cũng không phải là bí pháp phổ thông mà là thần thông, bằng không nó không thể cường đại như thế. Vì sao Lăng Hàn không sớm thi triển ra? Chẳng lẽ là vừa nắm giữ, bị đuổi giết đến trình độ sơn cùng thủy tận? sau đó đại bạo phát, từ đó thức tỉnh thần thông. Hà Tam thật muốn tát mình một cái, nếu thật là như thế, chẳng phải hắn đang tự tạo đại địch cho mình. Giết, 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 hắn vung trường kiếm, hai mắt đỏ thấm, có dấu hiệu tổ hỏa nhập ma. Lăng Hàn lại uống vài tiếng uống vài tiếng, từ khí trong cơ thể đã tan biến, hắn cười ha ha. Hà Tam, hôm nay tới đây thôi, lần sau gặp lại, ngươi xem ta đánh ngươi như thế nào. Hắn liên tục vận chuyển chỉ xích thiên nhai, sau đó vứt bỏ Hà Tam hoàn toàn, hắn bước đi rất nhanh, Hà Tam muốn đuổi kịp hắn cũng cần thời gian nửa giờ. Lăng Hàn tràn ngập lòng tin, hắn đã mở chu thiên khiếu huyệt, hiện tại chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền bước vào tầm bí cảnh, khi đó đánh nhau cùng cấp, ai là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thời gian mấy ngày mà thôi, Lăng Hàn cần phải đột phá cảnh giới, sau khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, kinh mạch lại mở rộng ra, hắn chỉ cần hoàn thành bước này, khi đó hắn đã đi tới điểm cuối cuộc khai khiếu cảnh. Hà Tam ngươi chờ, Lăng Hàn không tiếp tục đánh thổ tinh hoa, mấy ngày nay hắn chỉ tu hành khai khiếu cảnh tu đến hoàn mỹ. Hắn tận lực che giấu hành tung của mình, lấy ra hư không thú che lấp bản thân, hiệu quả rất tốt, quả nhiên Hà Tam không tìm thấy hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Hàn hấp thu lực lượng thiên địa vào sáng sớm, kinh mạch không ngừng khuếch trương, đánh thẳng vào cực hạn. Lúc tu luyện, hắn che lấp tinh khí thần bản thân, chỉ nửa canh giờ sau, may mắn, Hà Tam đuổi tới vào lúc Lăng Hàn kết thúc tu luyện, cũng bị hắn bỏ rơi. 9 ngày sau, Lăng Hàn không thể tu luyện, kinh mạch khuếch trương đạt đến cực hạn mà Chu Thiên Đại Huyệt đã mở ra hoàn toàn, màn sáng tinh thần xuất hiện, hắn ý thức được, mình đã tu hành khai khiếu cảnh đến cực hạn, lúc đó mới xuất hiện thần thông như, canh kim kiếm. Nói cách khác, hiện tại hắn đã tu hành khai khiếu cảnh đến hoàn mỹ. Hắn có thể xung kích tầm bí cảnh đi, trên lý luận mà nói, cánh cửa tầm bí cảnh không khó. Cái gì gọi là tầm bí cảnh, đó là tìm kiếm bí cảnh tồn chữ bí lực đây chính là lực lượng bản nguyên như sử dụng kinh mạch làm nơi chứa bí lực chờ bước vào tiên đồ có thể đánh ra một kích uy lực bài sơn đảo hải khi đó bí lực hao hết chẳng phải nói khuếch trương kinh mạch sẽ không có ý nghĩa đương nhiên không phải khuếch trương kinh mạch càng rộng lớn uy lực công kích cũng mạnh hơn rất nhiều nói cách khác kinh mạch rộng lớn quyết định võ giả bộc phát lực lượng bí cảnh lớn nhỏ sẽ quyết định năng lực duy trì của võ giả cả hai đều trọng yếu Chương 4084, bí cảnh của Lăng Hàn. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải lựa chọn thận trọng, bộ phận thân thể nào của hắn làm nơi chứa đựng bí lực tốt nhất. Chỉ có một cơ hội như thế, nhất định phải quyết định, đột phá tầm bí cảnh sẽ không sửa được. Vì sao phần lớn người chọn đan điền, đan điền khí hải có thể thành một không gian độc lập, chứa đựng lượng lớn bí lực, có thể xem là nơi lựa chọn tốt nhất. Hoặc chính là thức hải, có thể biến thành không gian độc lập. Đan điền, Lăng Hàn lắc đầu. Đây là lựa chọn đại chúng, hắn muốn trở thành mạnh nhất, hắn không thể đi con đường đại chúng. Thức Hải cũng không được, đó là khu vực thần hồn, đặt thần hồn cùng niệm lực chung một chỗ, trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Như vậy có thể lựa chọn nơi nào, cho dù là bộ phận nào, đều khó có khả năng lại mở ra không gian độc lập, giống như kinh mạch trong cơ thể, không gian có thể dung nạp có hạn. Hai mắt lang hàn lóe sáng, hắn đã sớm có một cái ý nghĩ, hắn không biết có thuận lợi hay không. Hắn có dã tâm to lớn. Hắn muốn tu ra hành tới độ cao chưa ai đạt tới. Sử dụng vị diện trong người làm bí cảnh, trong cơ thể hắn có bao nhiêu vị diện, không gian lớn bao nhiêu. Nếu khai phá toàn bộ vị diện thành bí cảnh, sau này hắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao hết lực lượng. Ai có thể mài chết hắn? Mấu chốt là đây là con đường chưa từng có người đi, hắn nhất định phải thăm dò cẩn thận, không có nơi nào để tham khảo. Nhưng hắn muốn theo đuổi con đường mạnh nhất, cho nên Lăng Hàn không có khả năng lùi bước. Đến hắn ngồi xếp bằng xuống hiện tại hắn cần hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối bởi vì hắn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành đột phá cũng may có gia hư không thú bao phủ chỉ cần hắn không có bắt đầu chân chính đột phá thiên địa sẽ không giao cảm với hắn đương nhiên sẽ không có khí tức tiết ra ngoài hà tam có thể tìm tới như vậy nói rõ vận khí của lăng hàn quá kém lăng hàn bình tâm hóa vị diện trong cơ thể thành bí cảnh đây chỉ là một ý nghĩ nhưng cụ thể nên áp dụng như thế nào việc này phải suy nghĩ một chút Hắn mô phỏng một chút, xác định có thể đi thông cho nên bắt đầu. Ông, cấp độ sinh mệnh tăng lên, Lăng Hàn tiến hành một bước tăng lớn nhất trong phàm cảnh. Sau đó hắn có thể mở ra gông cùng xiềng xích nhưng chỉ là tu bổ nhỏ mà thôi, không thể so sánh với đột phá đại cảnh giới. Bắt đầu, Lăng Hàn dẫn động vị diện trong cơ thể, hắn chọn ra vị diện tốt nhất làm bí cảnh. Vị diện đã sớm tạo thành, đây là có sẵn, không cần Lăng Hàn đi làm nhưng làm thế nào mở thông đạo cho bí lực lưu thông, đây chính là vấn đề. May mắn chính là, Lăng Hàn đã làm thí nghiệm, hắn vận chuyển sinh linh trong cơ thể ra ngoài, mặc dù đều bị lực lượng thiên địa nghiền nát nhưng vẫn giúp hắn tìm hiểu kinh nghiệm. Trước kia đi ra như thế nào, hiện tại đi vào như thế nào, hơn nữa còn phải mở ra thông đạo vững chắc, không có khả năng mỗi lần muốn phát huy còn phải chờ một thời gian, khi đó còn đánh cái rắm. Bởi vậy, đối với Lăng Hàn, mở thông đạo như thế nào chính là vấn đề then chốt. Chuyện này nói thì đơn giản nhưng muốn đả thông vị diện và kinh mạch lại không phải là chuyện đơn giản chút nào. Lăng Hàn bắt đầu nếm thử, hắn dựng thông đạo và năng lượng tiến vào thật nhanh, thông đạo bị phá hủy. Lại đến, vẫn phá hủy, lại đến, lại đến, lại đến. Lăng Hàn không ngừng nếm thử, mặc dù mỗi một lần đều dùng thất bại mà kết thúc nhưng mỗi lần hắn đều hấp thu giáo huấn, cải tiến, tăng lên. Cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, thời điểm Lăng Hàn cảm thấy chết lặng, thông đạo hình thành, bí lực sôi trào. A à, không có phá hư, lang hàn kịp phản ứng, oanh, bí lực trong kinh mạch như tìm được nhà, chúng không ngừng rót vào vị diện cao cấp kia. Về sau, kinh mạch không còn nhiệm vụ chứa đựng bí lực, chỉ cung cấp bí lực lưu động, từ đó chiến lực lang hàn gia tăng rất lớn. Nhưng cấp độ sinh mệnh tăng lên còn chưa kết thúc, lang hàn tiếp tục mở thông đạo mới, câu thông vị diện. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì việc này không dính tới mở bí cảnh, chỉ cần đáp cầu rắt mối là được, mãi cho đến khi hắn đột phá tiên đổ mới thôi. Thời gian khá dài như vậy, hắn có hy vọng rất lớn kết nối với từng vị diện, biến thành nơi chứa đựng bí lực của hắn. Thiên địa lập tức có cảm ứng, tuôn ra rất nhiều mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện dày đặc. Lăng Hàn không để ý tới, hắn chỉ tận lực dựng thông đạo. Trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo, qua nửa ngày, cấp độ sinh mệnh Lăng Hàn cũng dừng tăng lên, hắn đã xây dựng lên 7 vạn 3 ngàn cái thông đạo, liên tiếp với số vị diện tương ứng. Hiện tại chỉ nói bí lực có thể chứa đựng đến hạn mức cao nhất, chỉ sợ hắn có thể so sánh với cấp giáo chủ tầm bí cảnh không phải cuối cùng sau khi mở không gian còn có thể khuếch trương nhưng khuếch trương có thể so sánh với biến thái như lăng hàn hay không hắn cũng có thể khuếch trương biến vị diện cấp thấp thành trung đẳng cao đẳng thành cực kỳ cao cấp đương nhiên vấn đề hiện tại không phải gia tăng cấp độ vị diện mà là làm thế nào lấp đầy vị diện hiện hữu bí lực trong cơ thể hắn còn không lấp đầy một vị diện lăng hàn có cảm giác đói bụng việc này không liên quan đến đồ ăn mà là bí lực thiếu hụt tin tưởng, loại cảm giác đói bụng này sẽ kéo dài rất lâu, bởi vì bí cảnh của hắn quá lớn. Hơn nữa khi cấp độ sinh mệnh lại tăng lên, hắn tạo dựng càng nhiều thông đạo, cảm giác đói bụng sẽ tăng thêm. Ai, lăng hàn thở dài, người khác cảm thấy bí cảnh không đủ lớn mà phiền lòng, hắn lại lo lắng bí cảnh đến chút cơ thậm chí chú đỉnh có thể lấp đầy hay không, đây là một loại cảm giác phiền não của hạnh phúc sao. Thực lực ta bây giờ, biến hóa nghiêng trời lệch đất, lăng hàn đứng, Thủy ý huy động một cái tay chân đều giống như có thể hủy thiên diệt địa đây là lực lượng cực hạn của phàm cảnh hà tam đâu tới 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 xem hắn đánh ngã ra hỏa này như thế nào không làm lăng hàn thất vọng không có gia hư không thú che lấp khí tức hà tam tìm tới rất nhanh hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn sát khí hóa thành thực chất tại sao không xuất thủ cũng không chạy hắn hỏi như vậy trước kia lăng hàn bị hắn đuổi kịp hoặc là xoay người chạy hoặc là xông lên đánh ba chiêu chưa từng có chấn định giống hiện tại Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta đang muốn đánh người một trận, sao có thể chạy chứ? Ha 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 ha, Hà Tam cười to, nói, thật sự buồn cười, nếu không phải ngươi nắm giữ thần kỹ chạy trốn, người đã sớm chết từ nửa năm trước. Đến đây, Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, đánh nhau cùng cấp, hắn thiên hạ vô địch, chương 4085, nghiền ép, Hà Tam không nắm chắc, trong ấn tượng của hắn, Lăng Hàn không phải người cậy mạnh, người này cực kỳ trơn trượt, đánh không lại thì chạy, không dây dưa dài dòng chút nào. Hiện tại hắn không chạy, không dùng ba thức kia, lại có dáng vẻ muốn đánh chính diện với mình, hắn không hiểu. Chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Ngươi thật có can đảm đánh với ta một trận?" Hà Tam hỏi. "Hôm nay ta sẽ đánh ngươi phải quỳ xuống." Lang Hàn cười nói, miệng lưỡi mà thôi. Hà Tam hừ một tiếng, hắn tấn công Lang Hàn, kiếm trong tay tung bay. Một kiếm xẹt qua, kiếm khí ngút trời. Không thể không nói, Hà Tam thật sự cường đại nếu như hắn còn ở tầm bí cảnh, tất nhiên là thiên tài tam tinh. Hắn hiện tại bị ép từ chú đỉnh cảnh trở về, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Dường như hắn có thể so sánh với thiên tài tứ tinh trong tầm bí cảnh, đủ để quét ngang cảnh giới này. Vấn đề là, Lăng Hàn đã siêu việt thiên tài tứ tinh, sau khi mở ra 360 cái đại huyệt, hắn đã đột phá cực hạn, từ cơ sở đó bước vào tầm bí cảnh, chiến lực của hắn đạt tới mức nào. Lăng Hàn nghênh tiếp, thiết quyền đánh ra năng lượng màu vàng ầm um, nắm đấm nện vào thân kiếm lúc này tia sáng xuất hiện giống như sao băng va chạm tạo thành nổ lớn một bóng người ngã về phía sau khi vụ nổ bộc phát là hà tam hắn cũng không phải lần thứ nhất bị lăng hàn đánh bay trọi cứng chiến thần tam thức kết quả hắn cũng bị đánh bay nhưng vận dụng chiến thần tam thức lăng hàn liều mạng cũng chỉ có thể vận dụng ba thức không có khả năng thi triển liên tục nhưng bây giờ lăng hàn chỉ đấm ra một quyền đơn giản mà thôi ầm um, hà tam rơi xuống mặt đất hắn lập tức bò dậy cũng không có bị thương gì, vẻ mặt hắn như gặp quỷ. Hắn không địch lại một quyền của Lăng Hàn, đó không phải chiến thần tam thức, làm sao có thể, có cái gì không thể? Lăng Hàn thản nhiên nói. Đánh nhau cùng cấp, đương nhiên ta vô địch. Hà Tam không nghĩ ra, vì cái gì Lăng Hàn lại mạnh như thế, chuyện này không hợp đạo lý. Cho dù đối phương bước vào tiên đồ, như vậy sẽ bị thiên địa áp chế, một lần nữa rơi xuống tầm bí cảnh. Chiến lực vẫn tăng lên nhưng khẳng định có hạn, sẽ không hợp với lẽ thường nhưng chiến lực của Lăng Hàn tăng lên, còn mạnh hơn trước gấp 10 lần. Chuyện này không thực tế, có ngạc nhiên và ngoài ý muốn hay không, Lăng Hàn lập tức đuổi theo Hà Tam, lại đấm ra một quyền. Hà Tam đánh ra một trưởng nghinh kích nhưng quyền trưởng vừa mới tiếp xúc, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, như một đứa bé liều mạng với người lớn, tranh lệch cực lớn. Lăng Hàn lại đuổi theo, liên tục xuất quyền, âm âm âm, Hà Tam chỉ có thể bị động phòng thủ, không ngừng lui, không ngừng bị đánh bay. Thiên ảnh kiếm, Hà Tam hét lớn một tiếng, một kiếm xẹt qua, năng lượng màu xanh lam ra rất mạnh, tạo thành lực phá hoại đáng sợ, cuối cùng còn ép Lăng Hàn ngừng bước. Hắn chống kiếm chống đỡ, không ngừng thở hồng hộc, làm sao có thể, làm sao có thể, hiện tại hắn phải dùng tuyệt chiêu mới làm Lăng Hàn ngừng lại một chút. Giống như Lăng Hàn dùng chiến thần tam thức, mặt ngoài nhìn như uy phong bắt diệt, trên thực chất lại là miệng cọp gan thỏ. Đột nhiên hắn nghĩ thông suốt, hoảng sợ nói ngươi thật đột phá nhưng đột phá không phải tiên đồ mà là tầm bí cảnh lần này tất cả đều giải thích rõ ràng lăng hàn cười nhạo rốt cuộc ngươi cũng có phản ứng hà tam im lặng thế mới biết lăng hàn nói mình cùng giai vô địch không phải đang nói khoác mà là thực sự cường đại như thế với tu vi khai khiếu cảnh mình chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng cho dù khi đó lăng hàn nói rõ nhưng hắn vẫn không tin tưởng trên đời còn có người yêu nghiệt hơn mình hơn nữa còn vượt xa như vậy không phải đang đùa giỡn hay sao nhưng bây giờ, không cần Lăng Hàn nói, hắn cũng nghĩ ra. Đây là yêu nghiệt tuyệt thế sao? Còn đánh sao? Hà Tam không thấy phần thắng nào, đối phương ở khai khiếu cảnh đã chống lại mình, hiện tại đạp vào giai đoạn mới, thực lực có tăng lên nhưng trời lệch đất. Ra ngoài, rời khỏi nơi này, hắn chính là chú đỉnh cảnh, cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt thì thế nào, chỉ cần không có thiên địa áp chế, cho dù Lăng Hàn là thiên tài thập tinh, hắn vẫn có thể dùng một ngón tay chân áp. Nghĩ như vậy, hắn lập tức sinh ra ý lui. Muốn đi? Không có khả năng." Lăng Hàn lắc đầu, "Nếu ngươi lúc trước hạ quyết tâm bỏ trốn thì không tính, hiện tại đã đưa tới cửa còn muốn đi." "Ha ha, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi có thể xếp đầu trong tinh không nhưng muốn lưu ta lại." "Ầm." Um, Hà Tam vừa định nói hai câu ngoan thoại, không thể yếu đi uy phong, hắn còn chưa nói hết câu đã bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn lắc cổ, hoạt động bả vai một chút, vừa rồi hắn dùng chỉ xích thiên nhai đụng bay Hà Tam, với thể phách cường đại của hắn loại va chạm này chỉ là chút lòng thành hà tam thảm rồi chỉ xích thiên nhai nhanh cỡ nào cho dù là lăng hàn chỉ nặng trăm cân nhưng va chạm với tốc độ đáng sợ như thế uy lực cũng rất mạnh hắn chỉ ít gãy hai cây xương cốt sắc mặt trắng bệch hà tam tức giận không nhỏ hắn chưa từng bị như vậy chưa nói hết câu đã bị người ta cắt ngang hắn lại không thể làm gì loại phương thức này mặc dù đơn giản thô bạo nhưng uy lực lại rất mạnh hắn dùng thực lực nghiền áp đối thủ hà tam nổi giận gầm lên một tiếng vung kiếm tấn công Lăng Hàn giơ nắm đấm lên, hắn vung quyền tấn công. Lực lượng cường đại nghiền ép, Hà Tam bị đánh tuột kiếm khỏi tay. Sau khi hắn lui liên tục, tay phải không ngừng nhỏ máu, dưới một kích vừa rồi, bàn tay của hắn vỡ ra. Lăng Hàn nhanh chân rời đi, hắn mở chu thiên đại huyệt, tạo thành màn sáng tinh thần, cực kỳ chói mắt. Hà Tam có vẻ hơi thất hồn lạc phách, tại sao ngươi lợi hại như thế, không có khả năng. Không có khả năng, Mặc dù hắn hiểu Lăng Hàn đột phá tầm bí cảnh dẫn đến chiến lược tăng vọt nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, tầm bí cảnh có thể mạnh như vậy sao? Đây là thiên tài tứ tinh sao? Không, hắn hiện tại có thể so sánh với thiên tài tứ tinh tầm bí cảnh, cho dù kém hơn cũng không quá nhiều, thiên tài tứ tinh tuyệt đối không có khả năng đánh bại mình dễ dàng như thế. Thiên tài ngô tinh, hắn cực kỳ ghen ghét, đừng nói thiên tài ngũ tinh, cho dù thiên tài tứ tinh cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hắn làm thiên tài tam tinh theo không kịp nhưng bây giờ thế lại bị hắn phát hiện, chính mình lại gặp được một thiên tài ngũ tinh. Không có gì là không thể nào, Lăng Hàn đánh ra một quyền, căn bản không cần vận dụng bí pháp gì, một quyền là đủ. Ầm, um, Hà Tam dùng toàn lực hóa giải, hắn dùng tới tuyệt chiêu, kết quả khó khăn lắm mới có thể hóa giải. Đại chiêu của mình mới có thể hóa giải một kích tùy ý của người khác. Rốt cuộc ngươi là ai? Hà Tam cắn răng nói, ngươi tuyệt đối không phải người Nguyệt Hoa tinh, tuyệt không có người nào như ngươi chương 4086, Hoán Tử Phù. Lăng Hàn mỉm cười, thời điểm ngươi muốn giết ta, người đầu thèm quan tâm ta là ai, hiện tại ta giết ngươi, ngươi cũng không cần biết ta là ai. Hừ, nếu không phải ở chỗ này, ta một tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Hà Tam cắn răng nói, ha 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 ha, hà. Lăng Hàn cười to, trên mặt đầy khinh miệt, ta chính là hậu duệ đại đế, trên thân có vô số bí bảo, nếu thật khai chiến ở bên ngoài, ta vận dụng tổ khí, cho dù thánh nhân tới cũng có thể giết. Khốn kiếp, không phải khoác lác sao, hắn cũng chơi thật lớn. Hà Tam rung động, hậu duệ đại đế, còn mang theo tổ khí, đó là tồn tại khủng bố cỡ nào. Thánh nhân là vô địch dưới tổ vương, trên gặp người còn có tổ binh cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Người trẻ tuổi này là hậu đại tổ vương, khó trách yêu nghiệt như thế. Lăng Hàn cười lớn, lắc đầu, ta đùa giỡn với ngươi, ta nhất định thành đế, tại sao lại dựa vào phúc ấm của tổ vương. Hà Tam hít khí lạnh, ngươi thật dám nói. Mặc dù nói, Võ giả không muốn trở thành tổ vương không phải võ giả tốt nhưng ai cũng tự hiểu minh, cho dù thiên tài như Hà Tam cũng biết khả năng cực hạn của mình là cấp giáo chủ. Muốn thành tôn giả, trừ phi hắn có cơ duyên nghịch thiên, đạt được tạo hóa thông thiên, nếu không, qua nhiều năm như thế, vì sao trên Nguyệt Hoa Tinh không có một tôn giả? Bởi vậy, thánh nhân càng ít, bất kỳ thánh nhân nào cũng có thể quét ngang tinh không, đại đế không xuất hiện, ai dám tranh phong? Lăng Hàn lại tràn ngập lòng tin nói mình sẽ thành đế, chẳng phải trò cười hay sao? Ngươi yêu nghiệt gấp 10 lần, người chỉ có một phần vạn cơ hội thành thánh, càng không cần nói thành đế. Trò cười, hắn cười lạnh, có phải trò cười hay không, tương lai tự hiểu nhưng ngươi không thể nhìn thấy ngày đó. Lăng Hàn giết tới lần nữa, hắn xuất một quyền bình thường nhưng lại có thể hủy thiên diệt địa. Hà Tam nghênh kích, hắn đón một quyền lại thổ huyết một lần, căn bản không phải đối thủ của Lăng Hàn. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn vô địch, Hà Tam chỉ có tế vận dụng năng lượng màu lam mới có thể địch nổi nhưng tiêu hao quá lớn, hắn không thể dùng mấy lần đã thở hồng hộc. Lăng Hàn cũng mất kiên trì, Hà Tam vốn là đá mài đao của hắn nhưng bây giờ hắn đã bước vào tầm bí cảnh, đối thủ từng cường đại lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Giết, hắn vận chuyển năng lượng hủy diệt bao phủ trên nắm đấm, cũng nghênh đón năng lượng màu lam của Hà Tam. Đây là năng lượng tầng thứ cao đối kháng với nhau, oanh, nắm đấm và mũi kiếm va chạm với nhau, Hà Tam bị đánh bay ra ngoài, năng lượng màu lam vỡ nát, năng lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi đồng thời là năng lượng tầng thứ cao cũng có bản chất khác nhau chỉ có thể nói giữa năng lượng tầng thứ cao cũng có phân cao thấp oanh năng lượng hủy diệt ập tới hà tam biến mất không thấy gì nữa sạch sẽ như vậy lăng hàn kinh ngạc với thực lực cường đại của hà tam năng lượng hủy diệt không có khả năng đánh hắn không còn thứ gì ừm lăng hàn nhìn lên bầu trời có hai mảnh phù vỡ vụn rơi xuống cho dù là năng lượng hủy diệt cũng không thể phá hủy ngược lại giống như bản thân thiêu đốt mới biến thành như thế hoán tử phù thiên lý độn hành phù, hắn triệu tập đường Vân Nhi ra ngoài, tiểu la lị nhìn thấy hai lá bùa thì kêu lên. Nghe tên lang Hàn liền hiểu, Hà Tam chẳng những không chết, hơn nữa còn bỏ chạy. Hoán tử phù giúp Hà Tam tránh bị năng lượng hủy diệt giết chết, thiên lý độn hành phù có thể giúp hắn bỏ chạy vạn dặm trong nháy mắt. Ai, có cường giả đứng sau lưng sẽ có nhiều chỗ tốt, phù binh lúc trước còn ngăn cản công kích của hắn. Lang Hàn tiếc nuối, đây là dê béo đấy, nếu có thể bắt lấy, hắn có thể phát tài. Lăng Hàn, rốt cuộc ngươi đã đánh thắng tên kia. Tiểu la lị hỏi, lang hàn tươi cười gật đầu, đánh thắng, rốt cuộc chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Tiểu la lị chu miệng, mấy tháng qua bọn họ chỉ ăn đan dược qua bữa, nàng chịu không được. Đúng thế, Lăng hàn đi tới nơi ước định, hai ngày sau, bảy tiểu hoa nhi và thẩm hàn vân liền đến đây. Mọi người giao thổ tinh hoa ra, chẳng những dung hợp thành một phần thổ tinh nguyên, còn có nhiều hơn, còn dư ra nửa phần thổ tinh nguyên. Đáng tiếc, Tất cả mọi người đã chán nơi này, tự nhiên không có hứng thú đánh quái, trừ thẩm Hàn Vân, hắn biểu thị mình không có việc gì, muốn cầm thổ tinh hoa còn lại và tiếp tục giết quái, thẳng đến khi tìm ra đủ thổ tinh nguyên. Lăng Hàn biết, gia hỏa này muốn tìm việc cho mình làm, nếu không đã mất đi mục tiêu nhân sinh, hắn còn mờ mịt chưa biết nên làm gì. Hắn vỗ vỗ vai thẩm Hàn Vân, liền cáo từ rời đi. Rời khỏi cổn thạch hoa nguyên, tiểu la lị gọi phi toa ra, hai người ngồi lên, xèo, lập tức phá không mà đi tạm biệt, Nguyệt Hoa Tinh, Lăng Hàn nhìn lại, hắn nói thầm trong lòng, không bao lâu sau, hắn nhất định sẽ lại tiến vào nơi này, đến lúc đó sẽ thanh toán triệt để với hai nhà bàng, lôi, còn nếu gặp lại Hà Tam, hắn sẽ không ngại dẫm lên một cước. Xeo, phi toa bay cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào tinh không, bắt đầu xuyên toa không gian tiết điểm. Một lần, hai lần, ba lần, qua gần hai tháng, bọn họ cũng bay về thiên hải tinh. Vừa đi đã hơn một năm, người cẩn thận cho ta, đừng có đụng vào người khác. Lăng Hàn sớm phòng hờ, Tiểu La Lị chính là phần tử phá hoại. Người ta biết, Tiểu La Lị gật đầu, nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của nàng, rõ ràng chỉ qua loa với Lăng Hàn. Quả nhiên, nàng lái phi toa đáp xuống, trực tiếp nhắm ngay một tông môn, oanh, đụng vào ngọn núi, ngọn núi tan rã, vô số đá vụn rơi xuống, cát bụi đầy trời bao phủ phạm vi mười dặm. Thừa dịp hỗn loạn, Lăng Hàn vội vàng nắm lấy Tiểu La Lị bỏ chạy. Cũng may tông môn này không quy thuận huyền Bắc Quốc, xem như cho bọn chúng bài học, lại qua ba ngày, cuối cùng Lăng Hàn đã quay về đế đô. Nha, hơn một năm không gặp, người càng xinh đẹp hơn đấy. Lăng Hàn tiến vào ngoại vụ phủ, gặp được Bích Tiêu công chúa thì vừa cười vừa nói. Muốn nói ngoại vụ phủ có thay đổi gì, đó chính là vắng vẻ hơn nhiều, không nói có thể giang lưới bắt chim trước cửa, trên thực tế cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Cũng phải, hiện tại thế lực nên quy thuận cũng quy thuận, ngoại vụ phủ biến thành thùng rỗng kêu to. Bích Tiêu công chúa càng xinh đẹp hơn xưa cũng không phải tướng mạo nàng phát sinh biến hóa mà là nàng đi càng xa trên tiên đồ, khí chất cũng tốt hơn trước. Gặp được nàng, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là tiên tử hạ phàm. Bích tiêu công chúa im lặng, hiện tại còn dám ba hoa với nàng cũng chỉ có lăng hàn, mấu chốt là, gia hỏa này lại không có chút ý niệm không chính đáng gì đó, hoàn toàn chỉ muốn nhạo báng và chọc nàng tức giận mà thôi. Người trở lại rồi, tình hình đế đô phát sinh biến hóa lớn đấy. Nàng nói, Chương 4087, yến hội hoàng gia. Lang Hàn khoát tay áo, "Cho ta thở một chút, còn nữa, không quản phát sinh chuyện gì, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành." Tự nhiên là luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, bằng không hắn ra ngoài làm gì? Đương nhiên, chạy đi một chuyến như thế, hắn thu hoạch rất lớn, đạt được một khối mẫu kim, đây là tạo hóa ngay cả thánh nhân cũng đỏ mắt, còn có lục tự minh vương chú của Phật tộc, cho dù chỉ là một chữ nhưng cũng là bảo thuật vô thượng hắn đi luyện chế ngũ hành tạo hóa đan, luyện chế cũng không khó, chỗ khó chính là siêu tập nguyên vật liệu, Lăng Hàn là đan đạo đại sư, luyện chế không có vấn đề gì. Hắn tạo dựng một trận pháp, dẫn động thiên địa hỏa và bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau, ngũ hành tạo hóa đan đã thành, cũng chỉ có một viên, năm màu hỗn tạp nhưng lại tạo thành hoàn mỹ cân đối. Lăng Hàn không chút do dự ăn đan dược, ngay từ đầu dược lực không có phát tác, tất cả bình thường, biến hóa lại xuất hiện thật nhanh, cấp độ sinh mệnh cũng không có nhảy vọt, một đạo gông cùng xiềng xích tự động mở ra. Giống như thiên địa xuất thủ phóng thích tiềm lực của hắn. Quá trình này kéo dài chừng một giờ, mở ra gông cùng xiềng xích trên thân lăng hàn, đây không phải là việc làm lăng hàn vui vẻ nhất. Bởi vì mượn nhờ dược lực đan dược, lăng hàn có thể nhìn rõ gông cùng xiềng xích trong người mình. Hiện tại, hắn mới có thể cảm ứng được gông cùng xiềng xích nhưng hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, không có nhìn toàn cục mà thôi. Trên thực tế, hắn không biết trong cơ thể có bao nhiêu gông cùng xiềng xích, giống như người mù bịt mắt chạy hắn chỉ biết tiến lên phía trước hắn có thể chạy tới điểm cuối cùng nhưng lại không nhìn thấy cái gì hiện tại hắn biết trong người mình có bao nhiêu gông cùng xiềng xích về sau sẽ có phương hướng cũng có mục tiêu những gông cùng xiềng xích này chưa mở ra toàn bộ hắn không đột phá tiên đồ giống như không có cảm giác gì lang hàn hoạt động tay chân một chút cũng không có cảm thấy thực lực tăng lên trước sau như một phụ thân mở gông cùng xiềng xích chỉ giảm bất lực cản trên con đường tương lai mà thôi cũng không phải giúp ngươi mạnh lên. Nhị Hoa nói, Lăng Hàn mỉm cười, hắn chỉ cảm thán mà thôi, trên thực tế hắn đã quét ngang tầm bí cảnh. Lúc này hắn mới đi gặp mặt bích tiêu công chúa, hiểu rõ tình huống trước mắt. Sự thật làm hắn kinh ngạc, bởi vì trừ đường Vân Nhi, như kiếm hoa ra, còn có rất nhiều người từ tinh không giáng lâm, đều là hậu đại của đại năng, trường bối của bọn họ suy tính ra thiên hải tinh sắp khôi phục, sẽ có đại cơ duyên, từ đó cho hậu đại của mình tới đây, xem có thể dính chút ánh sáng hay không. Muốn nói đẳng cấp tinh thể, thiên hải tinh khẳng định không cao lắm nhưng thiên địa vừa mới khôi phục, khẳng định có rất nhiều bảo dược suốt thế ngàn năm, có một ít ngay cả cấp giáo chủ cũng động tâm, tự nhiên cần phải chạy đi một chuyến. Bảo địa hiện tại đã phân chia sạch sẽ, cũng không có nghe nói có tiên thụ xuất thế, cho nên rất nhiều người đến từ bên ngoài ở lại đế đô, bởi vì nơi này phồn hoa. Hiện tại, từ đại hoàng tử đến thập tam hoàng tử, bọn họ đã vượt qua tiên môn, trở thành cường giả trúc cơ. Bích tiêu công chúa nói. Ngươi cần phải cẩn thận, mặc dù có bệ hạ mở lời bảo vệ ngươi nhưng những người kia chính là con ruột của bệ hạ, cho dù thật sự giết ngươi, bệ hạ cũng không nghiêm trị. Một đấu một, nàng không sợ đại hoàng tử trời sinh thần thể nhưng một đấu mười ba, cho dù nàng có thể địch nổi cũng khó tránh khỏi có sơ sót, không có khả năng bảo vệ lang hàn không có việc gì. Lang hàn gật đầu, hiện tại áp lực của hắn rất lớn, dù sao, không thành trúc cơ cũng chỉ là phàm phu tục tử. Chỉ cần mở ra tất cả gông cùng xiềng xích, ta sẽ bắt đầu xung kích tiên đồ. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, tin tưởng đến lúc đó, hắn cũng tích lũy đủ nhiều bí lực, từ đó có thể lao qua tiên môn. Sau đó, hắn lại bắt đầu sinh hoạt điệu thấp, cả ngày chỉ ở trong phòng tu luyện, phần lớn thời gian chỉ tìm hiểu cách vận dụng chữ úm, môn diệu pháp của Phật tộc Bác Đại Tinh Thâm, chỉ có một chữ nhưng có thể diễn sinh rất nhiều biến hóa. Hắn phát hiện, bản thân mình còn chưa nắm dự áo nghĩa chân chính. Tiểu La Lị và Sắc chưa gặp nhau, thế mà mới quen đã thân, bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, Lăng Hàn cũng lười quản bọn họ, chỉ giải thích, muốn phá hư cũng có thể, nhất định phải nhầm vào người xấu. Ví dụ như thất hoàng tử, vài ngày sau, Bích Tiêu công chúa đến tìm hắn, Mã Hoàng hậu, Lâm Quý Phi cùng tổ chức yến hội, cũng đưa hai tấm thiếp mời đến ngoại vụ phủ. Công chúa yêu tộc nói, lúc này còn có tâm tình mở yến hội, Lăng Hàn cầm thiếp mời, mở ra xem, chữ viết rất ít, nói mời người tới cử hoa điện trong hoàng cung dự tiệc. Đám người đại hoàng tử đột phá tiên đồ, đây là việc trọng đại trong hoàng thất, bệ hạ vẫn không lộ diện, người khác cũng không có cơ hội nói. Hiện tại lão thập tam cũng đột phá vào một tháng trước, những hoàng hậu và phu nhân không chờ được. Bích tiêu công chúa nói, mẫu thân mở tiệc ăn mừng cho con mình, chính bệ hạ biết cũng không của trách. Bích tiêu công chúa dừng một chút, người có đi hay không? Đi, đương nhiên là đi. Lăng Hàn cười một tiếng, theo ý của Bích tiêu công chúa, Lăng Hàn tốt nhất không nên lộ diện, chờ hắn bước vào tiên đồ, cho dù bị nhiều người vây công, với trình độ yêu nghiệt của hắn giết ra khỏi vòng vây cũng không khó khăn nhưng bây giờ người vô địch tầm bí cảnh cũng chỉ là phàm nhân phàm nhân làm sao đấu với tiên vậy người tốt nhất điệu thấp một chút không nên cho đám người đại hoàng tử cơ hội nàng nói không phải có người bảo vệ ta sao lang hàn cười nói ngươi cho rằng ta là hộ vệ của ngươi sao bích tiêu công chúa tức giận lang hàn cười ha ha hắn cũng không có ý niệm gì với công chúa yêu tộc cho nên cũng có chừng có mực cũng không tiếp tục trêu chọc, tránh xảy ra chuyện. Lại nói, nữ hoàng các nàng sắp xuất thế, nếu nhìn thấy Lăng Hàn ở bên ngoài còn tán gái, khẳng định sẽ ghen tuông. Đường Vân Nhi biết việc, nàng la hét muốn đi hoàng cung, tự nhiên bị Lăng Hàn trấn áp, tiểu ma vương chỉ biết phá hư, mang nàng đi theo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu La Lị tự nhiên khó chịu, chu cái miệng phụng phịu. Ây, ở nhà đàng hoàng, Lăng Hàn ném xác chư cho Tiểu La Lị. Ba, Tiểu La Lị hờn dỗi, dùng hai tay đẩy, lại ném sắc chư ra ngoài. Cô, sắc chư kêu thảm, nó trêu ai ghẹo ai. Trạng vạng tối ngày thứ hai, Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa đi tới cổng, yến hội hoàng gia cho nên có xe đưa đón, nếu như tự đi tới sẽ bị người ta cười chê. Hôm nay Bích Tiêu công chúa hơi tô chút son phấn, nàng vốn xinh đẹp mê người, hiện tại càng trói mắt, Lăng Hàn cũng phải huyết sáo. Ta nói, người muốn cướp nổi danh với nhân vật chính sao? Hắn cười nói, Bích Tiêu công chúa lườm hắn, nữ tử trang điểm là để hấp dẫn người khác, người biết không? Chương 4088, bức hôn. Mặc dù bây giờ võ đạo khôi phục, khoa học kỹ thuật hiện đại đã hoàn toàn không thể chống lại võ giả nhưng có nhiều thứ vẫn thực dụng. Ví dụ như ô tô, Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa an vị trên một chiếc xe con thật dài, rất phong cách nhưng tốc độ thực sự quá chậm, bỏ ra hơn 40 phút đồng hồ mới đi tới gần Hoàng Cung. Nơi này vốn là cấm khu, lái xe không thể tiến lên phía trước nhưng hai người Lăng Hàn có thiếp mời tài xế có thể lái tiếp. Tại cửa Hoàng Cung, bọn họ bị cản lại, cẩn thận kiểm tra thiếp 12 người, lúc này mới có thể thông qua. Tài xế vô cùng hưng phấn, hắn tự nhiên không có khả năng tiến vào Hoàng Cung, hiện tại chẳng những có thể đi vào, hơn nữa còn lái xe vào, hắn có cảm giác như mộng như ảo. Rất nhanh, xe tới cửu hoa điện, lái xe nói cái gì cũng không chịu lấy tiền, nói. Hai vị đại nhân, nhờ có các người ta mới có cơ hội vào Hoàng Cung, thực hiện mộng tưởng đời ta, ta làm sao dám thu tiền của hai vị. Nghe như thế, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa cũng không còn kiên trì, bọn họ xuống xe. Thời điểm này chưa cử hành yến hội nhưng nơi này đã người ta tấp nập. Hiển nhiên, lần này hoàng hậu đám quý phi mời rất nhiều người, ngoại vụ phủ chỉ có hai tấm thiếp mời, đó là bởi vì các vị hoàng tử có quan hệ không tốt với ngoại vụ phủ, cho nên chỉ cấp hai tấm thiếp mời mà thôi. Xem ra, gia tộc to nhỏ trong đế đô đều nhận thiếp mời, rất nhiều người không có tư cách vào đại điện, cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nhưng đối với những người này, có thể tiến vào hoàng cung đã là chuyện rất có thể diện. Chẳng những có gia tộc đế đô, còn có thế lực tông môn quy thuận huyền Bắc Quốc, hoàng hậu gửi thiếp mời, ai dám xem thường. Đây chính là thê tử của hóa linh chân quân, cho dù thế nào cũng phải cho thể diện. Cho nên, hôm nay có rất nhiều người tới tham dự. Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa 10 phần điệu thấp, cũng không có chào hỏi ai nhưng Bích Tiêu công chúa quá đẹp, vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm của mọi người, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cho dù hiện tại ít có cường giả đột phá tiên đồ, nữ tử chỉ có một mình bích tiêu công chúa, cho dù nàng xấu xí cũng thu được chú ý, huống chi nàng còn xinh đẹp tuyệt trần. Hai người muốn điệu thấp cũng không được, đám người nghị luận ầm ý, tin tức hai vị phủ chủ ngoại vụ phủ giá lâm truyền khắp nơi. Lang Hàn không quan trọng, biết liền biết thôi, nếu sợ phiền phức, hắn cũng không tới đây. Tiến vào trong điện, hai người tìm tới vị trí của mình nhưng làm người ta tức giận chính là, vị trí hai người chẳng những không có cùng một chỗ, hơn nữa Lăng Hàn là phủ chủ lại còn ngồi dưới bích tiêu công chúa. Hợp quy củ sao, Lăng Hàn sờ sờ cái cầm, ngươi là quận chúa do bệ hạ thân phong, cho nên đặt ngươi ở trước cũng hợp lý. Bích tiêu công chúa nhíu mày, rõ ràng đang ra oai phủ đầu với ngươi, muốn ngươi khó xử, ngươi có thể nhịn. Việc này không hợp với tính cách của Lăng Hàn, Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi nói như ta là kẻ tính toán chi ly, có thù tất báo sao. Bích tiêu công chúa không nói gì, ánh mắt nàng lại đầy khẳng định. Không có việc gì, tin tưởng ta, gần đây ta tu thân dưỡng tính, chỉ cần người khác không cưỡi lên đầu ta, ta cũng lười so đo. Lang Hàn cười nói, mặc dù bích tiêu công chúa không quá tin tưởng nhưng cũng không nói gì, nàng tiến lên phía trước. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, hiện tại bước vào tiên đồ, khí chất mê người, tự nhiên biến nàng thành tiêu điểm, các hoàng tử vây quanh, cực kỳ lấy lòng. Không nói chuyện khác, đối phương là người đầu tiên đột phá tiên đồ sau khi thiên địa khôi phục, việc này cũng đáng cho bọn họ cưới về nhà. Không chỉ các hoàng tử, những người đến từ tinh thể bên ngoài cũng hứng thú với bích tiêu công chúa, hoàn toàn không sợ những hoàng tử kia, đồng thời đi tới lôi kéo làm quen. Vào lúc 7 giờ, sắc trời đã hoàn toàn tối lại, các khách mời đến đông đủ, mã hoàng hậu và các quý phi bước ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù thực lực của các nàng thưa thất bình thường nhưng người ta lại là thê thiếp của hóa linh chân quân, tự nhiên cần tôn kính. Sau khi các phu nhân nói vài câu, yến hội liền bắt đầu. Lăng Hàn chỉ cắm đầu ăn, hắn khinh thường chấp nhặt với mấy nữ nhân, nói đúng ra là vãn bối của hắn, hắn cũng không tiện so đo với các nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng không chọc hắn. Có uy danh Trần Phong Viêm trấn áp, bầu không khí toàn trường tương đối hòa hợp, tất cả mọi người đều tâm bốc đám người đại hoàng tử, khen bọn họ là nhân trung long phượng, tương lai thành tựu không thua gì Trần Phong Viêm. Lăng Hàn nghe mà buồn ngủ, hắn thấy Chứ đại hoàng tử còn có chút tiền đồ ra hoàng tử khác chẳng có gì mà khen nhiều lắm là cũng chỉ có thể bước vào chú đỉnh bích tiêu đột nhiên mã hoàng hậu chuyển hướng chủ đề lên người bích tiêu công chúa ngươi đến đế đô cũng đã hai năm rồi đúng thế bích tiêu công chúa nói mặc dù nàng vung tay cũng có thể đập chết phu nhân trên chủ vị mã hoàng hậu gật đầu tiếp tục nói đã qua nhiều thời gian như vậy ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng muốn gả cho hoàng tử nào a à, đây là bức hôn sao Lúc trước công chúa yêu tộc vào đế đô, chính là mang theo sứ mệnh kết giao đến, muốn gả cho một hoàng tử nào đó nhưng gả cho người nào lại do nàng quyết định. Hiện tại, mã hoàng hậu ép buộc trước mặt mọi người, bảo bích tiêu công chúa đưa ra lựa chọn. Tất cả mọi người chú ý, đám người đại hoàng tử lộ ra vẻ mặt ngạo mạn, có mấy người dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lăng hàn. Người cho rằng mình dựa vào cái gì ngồi ở đây, chính là muốn người tận mắt nhìn thấy việc này. Cho dù bích tiêu công chúa lựa chọn thế nào, đều là phù sa không lưu ruộng người ngoài, phải gả cho một vị hoàng tử mà không có duyên với Lăng Hàn. Lăng Hàn không quan tâm, hắn muốn xem bích tiêu công chúa lựa chọn thế nào, chọn mang thân phận tiểu thúc của hắn ra, từng đám người sẽ khiếp sợ. Bích tiêu công chúa mỉm cười, nói, bích tiêu hiện tại lấy tu luyện làm trọng, sau khi các vị điện hạ bước vào tiên đồ, thọ nguyên chỉ ít lấy ngàn năm mà tính, không cần gấp. Như vậy sao được, mã hoàng hậu lắc đầu, nói, cái gọi là thành gia lập nghiệp, chỉ có lập gia đình mới có thể an tâm. Bích tiêu, ngươi cho rằng không có hoàng tử nào xứng với ngươi. Lời này rất nặng, Mã hoàng hậu, ngươi nói như vậy là quá phận rồi." Một tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, nói: "Ta cảm thấy Bích Tiêu cô nương nói có lý, người tu đạo chúng ta nên đặt nhi nữ tình trường sang một bên, truy cầu đại đạo vô thượng." Hắn tên là Chư Sâm, là người đến từ bên ngoài, bản thân chính là cao thủ trúc cơ mà gia gia của hắn chính là Hóa Linh chân quân, cho nên hắn cũng không cần kính sợ Mã hoàng hậu. "Đúng vậy, lại một người thanh niên đứng dậy, trong tay còn cầm chén rượu, hắn vô cùng tùy ý nói: "Hơn nữa, chuyện hôn nhân cần song phương nguyện ý, cưỡng bức thì có gì vui?" Hắn tên là Chu Dương, đồng thời có bối cảnh không kém gì Chư Sâm. Chương 4089: Hoàng tử đều bại. Sắc mặt Mã Hoàng hậu khó coi, nàng mượn lần yến hội này bức hôn Bích Tiêu công chúa, nhất định phải ép đối phương lựa chọn, không nghĩ tới hai tên đến từ bên ngoài lại nhúng tay vào. "Việc này liên quan gì đến các ngươi?" nàng biết chư sâm và chu dương khẳng định cũng coi trọng bích tiêu công chúa lúc này mới bênh vực lẽ phải hết lần này tới lần khác nàng không có biện pháp bối cảnh người ta không yếu hơn nàng lấy cái gì ép hơn nữa tình thế thiên hải tinh hiện tại rất phi diệu mặc dù trần phong viêm có thể đối mặt với áp lực của bốn tên hóa linh chân quân nếu tới vài tên thì sao cho nên mã hoàng hậu cũng không dám khư khư cố chấp tăng thêm đại địch cho trần phong viêm nàng cũng hoảng hốt hoàn toàn nói không ra lời lưu quý phi bên cạnh thấy thế vội vàng tiếp lời được rồi chuyện bích tiêu để sau hãy nói hôm nay là ngày vui của các vị điện hạ đến mọi người uống rượu chúc mừng các vị hoàng tử vượt qua tiên môn trở thành cường giả trúc cơ đạp vào tiên đồ có thể dòm mó đại đạo đây là may mắn của triều ta đám người vuốt mông ngựa nhưng những người đến từ bên ngoài lại xem thường đúng là đám dân ngoài giáo hóa bước qua tiên đồ cũng đáng hưng phấn như vậy đặt trên tinh thể của bọn họ trở thành trúc cơ không phải chuyện đương nhiên sao có bối cảnh hóa linh cảnh nếu không thể đạp vào tiên đồ mới là kỳ quặc không có biện pháp tinh thể này vừa khôi phục võ đạo tàn lụi là chuyện bình thường nếu không phải lồng giam sớm mở ra những người như bọn họ có thể quét ngang vô địch đám người đại hoàng tử hưng phấn đỏ mặt hôm nay là ngày bọn họ bắt đầu đi đến đỉnh phong nhân sinh tiên đồ a trước kia là độ cao chỉ có thể nhìn lên hiện tại bọn họ đã đặt chân vào về sau bọn họ sẽ bước lên đỉnh cao có một phụ thân hóa linh chân quân che gió che mưa cướp đoạt cơ duyên cho bọn họ, tương lai của bọn họ bất khả hạn lượng. Tại Hạ Chu Dương, vừa mới dựng thành thiên cơ nhưng tại Hạ Nguyện Ý tự phong tu vi còn nhân đạo cơ, muốn lĩnh giáo các vị hoàng tử một phen. Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Chu Dương lại đứng ra lần nữa, khiêu khích đám người đại hoàng tử. Tiếp hay không tiếp, tiếp nhất định phải tiếp, người ta đã chỉ mặt gọi tên, hơn nữa cũng đã nói muốn tự phong tu vi, nếu còn không dám ứng chiến, mặt mũi của hoàng thất còn đâu sắc mặt đám người mã hoàng hậu, lưu quý phi âm trầm, những người này thật không nể mặt mũi, vừa rồi nói chuyện thay bích tiêu công chúa, hiện tại còn khiêu chiến hoàng tử, ngang nhiên không coi ai ra gì như thế, thật sự quá mức. Nhưng bối cảnh người ta rất lớn, huyền Bắc Quốc không thể dựng thêm đại địch, thật không thể đắc tội. Lui một bước, các nàng muốn chân áp cũng không có biện pháp. Chu Dương là cường giả trúc thiên cơ, hoàng thất có mấy người đối địch với hắn. Chẳng lẽ còn bảo tông môn quy hàng xuất thủ, như vậy sẽ bị cười chết người, hoàng thất cũng quá yếu. Bởi vậy, các vị hoàng tử nhìn nhau, thập tam hoàng tử dẫn đầu đứng dậy, nói. Để cô vương lĩnh giáo các ngươi, Chu Dương lộ ra vẻ trào phúng, nói. Mời, hai người giao thủ, chỉ 10 chiêu mà thôi, thập tam hoàng tử đã bị chân áp. Chu Thiếu, lấy cảnh giới đè người có ý gì? Một tên triều thần nói, hắn nhận được ý của mã hoàng hậu, nếu không, hắn chỉ là minh văn cảnh nho nhỏ, làm sao dám khiêu chiến cường giả trúc cơ. Chu Dương không nói, hắn vỗ một trưởng về phía thập hoàng tử oanh lực lượng đáng sợ phun trào thập hoàng tử không địch nổi lập tức bị đánh bay ra ngoài đây chính là trả lời ngươi xem nếu ta thể hiện lực lượng trúc thiên cơ sẽ mạnh đến mức nào hơn nữa hắn cầm thập hoàng tử khai đao thể hiện thực lực chân chính đây là chuyện miệt thị cỡ nào hoàng thất thì thế nào hắn không sợ các ngươi cũng không phải trần phong viêm tất cả mọi người im lặng chu dương chiến đấu với thập tam hoàng tử cũng không dựa vào cảnh giới thủ thắng mà là chiến lược của hắn quá cường đại cô vương đến lãnh giáo một phen cửu hoàng tử đi ra dáng người khôi ngô đến kinh người hắn như một con gấu ra tay đi chu dương thản nhiên nói cửu hoàng tử xuất thủ kết quả cũng mười chiêu hắn thua hai bại liên tiếp thất hoàng tử cũng đứng dậy nói chu huynh thực lực bất phàm cô vương đến lãnh giáo một phen hắn am hiểu niệm lực sau khi bước vào Tiên Đồ cần phải khai phá một phen, hắn tự tin đánh nhau với Đại hoàng tử có Tiên Thiên Thần thể cũng không thua. Thất hoàng tử xuất thủ, tâm niệm hơi động, hưu hưu hưu, trên người hắn xuất hiện nhiều đoạn kiếm bay về phía Chu Dương. A, à, niệm lực thật mạnh, Chu Dương ngưng trọng, cường giả niệm lực công kích quỷ dị, có thể tấn công từ bất cứ góc độ nào, làm người ta khó lòng phòng bị. Hắn lại không sợ, người nơi này võ đạo lạc hậu, chiến lực có thể mạnh đến cỡ nào? Thất hoàng tử cũng khá một lần đánh với chu dương một hồi đám người bên ngoài phất cờ hò reo hắn có thể vãn hồi mặt mũi cho huyền bắc quốc đột nhiên chu dương bộc phát hai ba chiêu đã đánh bại thất hoàng tử lang hàn thấy rõ ràng thất hoàng tử thua ở chỗ không có pháp khí niệm lực tốt nếu như thất hoàng tử có được thiên văn ngọc bảo đảm chu dương đau đầu hơn gấp trăm lần thắng bại khó liệu nhưng thất hoàng tử bại một lần trừ đại hoàng tử ra hoàng tử khác đều bỏ qua suy nghĩ xuất thủ nội bộ bọn họ tỉ thí qua chiến lược của thất hoàng tử gần với đại hoàng tử trong thời gian ngắn ánh mắt mọi người đều nhìn lên người đại hoàng tử đại hoàng tử không thể không ra tay tôn nghiêm của hoàng thất tôn nghiêm huyền bắc quốc đều gánh vác trên thân hắn hắn nhất định phải giữ vững cửa này nội tâm của hắn không chắc đối thủ rất mạnh hắn là tiên thiên thần thể cũng không nắm chắc phần thắng hai người giao chiến đại hoàng tử dùng toàn lực ứng phó còn vận dụng tiên thiên thần thông vô số ánh sáng màu xanh từ trên trời áp xuống Uy lực rất lớn. A, à, đây là thần thông thuật, Chu Dương biết hàng, hắn kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi là Tiên Thiên Thần Thể, Tiên Thiên Thần Thể quá hiếm thấy, chỉ ít hắn không phải. Dù đại hoàng tử chỉ có Tiên Thiên Thần Thể cấp bậc Cửu Lưu, hắn vẫn rất mạnh, thần thông vừa ra, hắn lập tức chiếm hết thượng phong. Tất cả mọi người lớn tiếng trợ uy, rốt cục cũng bộc phát khí thế. Nhưng những người đến từ bên ngoài rất bình tĩnh, Tiên Thiên Thần Thể cường đại nhưng sau khi bước vào Tiên Đồ, những người này đều dùng chút cơ thạch không yếu, có chút thần thạch đỉnh cấp thậm chí có thể so sánh với thần thể nhị lưu. Quả nhiên, Chu Dương nhanh chóng phản kích, triển khai một môn tiên thuật, uy lực vô cùng lớn đối kháng thần thông của đại hoàng tử. Thần thông cường đại nhưng không thể vận dụng vô hạn, việc này gây gánh nặng lên thần thể, chỉ có thể sử dụng làm đại chiêu. Bởi vậy, đại hoàng tử không thể vận dụng thần thông, hắn lâm vào tình cảnh giật gấu vá vai, cũng bị đánh bại nhanh chóng. Đến tận đây, các hoàng tử bị đánh bại. Chu Dương kiêu ngạo, còn có vị hoàng tử nào muốn lĩnh giáo? Đám người đều im lặng, tài nghệ không bằng người, nói cái gì cũng chỉ mất mặt. Ha ha ha! Đám người đến từ bên ngoài cười vang, vùng đất nguyên thủy thật sự không chịu nổi một kích. Triều thần Huyền Bắc quốc đỏ mặt, triều đình bị người khác đánh vào mặt tại đế đô, thật mất mặt. Nhưng không có biện pháp, ai bảo chiến lược các vị hoàng tử không bằng người ta? Có người hay không, có ai có thể ngăn cản đám người này? Chẳng lẽ đây là thiên tài đến từ tinh thể lớn? quốc gia lớn như thế nhưng không tìm ra thiên tài. Đáng tiếc, Hồng Thiên Bộ mưu phản, nếu không, hắn nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Đánh nhau cùng cấp, thời điểm mọi người yên tĩnh, có một giọng nói lười biếng vang lên. Ta sẽ giáo huấn ngươi, chương 4090, 9 trận 9 thắng. Lúc này còn có người nhảy ra, đám người nhìn sang người nói chuyện, bọn họ lập tức sững sờ. Hóa ra là gia hỏa này, đế đô song kiêu, trừ hồng thiên bộ ra, còn có lăng hàn, Đối mặt với đôi mắt của mọi người, Lăng Hàn vẫn ăn uống chậm rãi, giống như câu hào ngôn vừa rồi không phải xuất ra từ miệng hắn. Chu Dương lộ ra vẻ mặt thản nhiên, nói, tầm bí cảnh nho nhỏ cũng xứng giao thủ với ta. Lăng Hàn cũng không quan tâm, thản nhiên nói, đến đây, áp chế tu vi đến tầm bí cảnh, trong 10 chiêu ta sẽ đánh bại ngươi, nếu nhiều hơn một chiêu, ta làm con nuôi của ngươi. Khốn kiếp, tại sao gia hỏa này lại cuồng như thế? Chu Dương giận dữ, sâu kiến, ngươi muốn muốn chết sao? có dám hay không, một câu, Lăng Hàn khích tướng, không dám, Chu Dương lắc đầu, nói, khinh thường mà thôi, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lấy thiên văn ngọc ra, lắc lắc một cái. Ta dùng thứ này làm tiền đặt cược, ai có thể đánh nhau cùng cấp thắng ta, có thể lấy nó đi. Pháp khí niệm lực, thiên văn ngọc, đám người Chu Dương, trư xâm hô thành tiếng, lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên bọn họ biết hàng, pháp khí niệm lực mười phần hy hữu, cho nên đừng nhìn đây chỉ là vật liệu nhị tinh, nó vẫn làm bọn họ động tâm thậm chí cường giả sinh đan cảnh cũng sẽ lấy ra làm bảo ta đến ta đánh với ngươi không ta đến đám người chu dương vội vã kêu lên bọn họ đều muốn giao thủ với lăng hàn nhưng thiên hải tinh là vùng đất lạc hậu làm sao có thể có thiên tài tồn tại cho nên ai trước cướp xuất thủ ai có thể đạt được thiên văn ngọc lăng hàn cười nhạt một tiếng nói muốn khiêu chiến ta rất đơn giản lấy bảo vật đồng giá ra đây chờ chút tại sao biến thành khiêu chiến ngươi không phải ngươi nhảy ra hay sao, nhưng mà, thiên văn ngọc quá mức chân quý, bọn họ cũng không rảnh so đo việc này. Ta có một gốc hoàng sâm 300 năm, đại bổ khí huyết, có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Chu Dương nói ra đầu tiên, hắn lấy ra một gốc nhân sâm, đặt ở trên mặt bàn. Tốt, đến đánh đi, Lăng Hàn gật đầu, Chu Dương đi tới, vừa đi vừa áp chế tu vi, khí tức tiên đổ lập tức biến mất. Hiện tại, hắn chỉ là tầm bí cảnh, Lăng Hàn đứng chắp tay người muốn khiêu chiến ta xếp hàng nhất định phải lấy ra đồ tốt mới được không có đồ tốt thì ta không tiếp nhận khiêu chiến khốn kiếp người cũng quá tự phụ rồi còn chưa đánh đã cho rằng mình thắng chu dương với tư cách người trong cuộc đương nhiên chu dương tức giận nhất tại vùng đất nguyên thủy này lại có thể có người dám như thế khinh thị hắn hắn hừ một tiếng thật sự là không biết mùi vị chu dương tiến lên phía trước một bước hắn tấn công lăng hàn hắn đã không kiên nhẫn được nữa muốn đánh bại lăng hàn tránh cho sự việc lâm vào phiền toái. Sự thật thắng tất cả, chấp người 10 chiêu, Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, chỉ thủ không công, Chu Dương lại không biết thực lực Lăng Hàn, chỉ cho rằng Lăng Hàn căn bản không có lực hoàn thủ, vẫn chỉ là con vịt chết mạnh miệng, thế công nhanh hơn. Lăng Hàn chỉ qua mấy chiêu, hắn có thể khẳng định Chu Dương hẳn là thiên tài nhất tinh, nhưng bây giờ áp chế tu vi đến tầm bí cảnh, chiến lược lại tiếp cận nhị tinh, phi thường bất phàm. Khó trách hắn có thể quét ngang các vị hoàng tử. Ngay cả đại hoàng tử có tiên thiên thần thể cũng không phải là đối thủ của hắn, thiên tài nhất tinh rất cường đại, lại thêm nắm giữ tiên pháp cao thâm, đại hoàng tử cũng đánh không lại. Nhìn thấy lăng hàn chỉ thủ không công, đám người cũng cảm thấy bình thường. Người ta là người từ bên ngoài, không thấy đám người đại hoàng tử bị đánh bại sao, lăng hàn không địch lại thì có gì kỳ quái. Nhưng ngươi vừa rồi cao điệu như thế, bây giờ lại bị đánh mặt, không đau sao. Thật mất mặt huyền Bắc Quốc, nếu như lăng hàn phát huy, hắn có thể dùng một chiêu đánh bại Chu Dương, nhưng bởi vì như vậy, còn có ai đánh cược với hắn. Không phải lỗ vốn sao, cho nên, Lăng Hàn thả dây dài câu cá lớn, nếu có bảy tiểu hoa nhi ở đây, với hiểu biết của các nàng về Lăng Hàn, khẳng định đã sớm biết Lăng Hàn lại bắt đầu hãm hại người. Sau khi đánh mấy trăm chiêu, Lăng Hàn mới bắt đầu phát huy, lấy ưu thế yếu ớt đánh bại Chu Dương. Cảm ơn, Lăng Hàn đi qua, hắn cầm lấy gốc hoàng sâm 300 năm, sau đó vẻ mặt phách lối nói còn có ai còn có ai đánh không người đến từ bên ngoài gì chứ không chịu nổi một kích nghe nói như thế đám người chư sâm giận dữ tiểu tử này cũng quá khoa trương ngươi chẳng qua thắng hiểm chu dương một chiêu mà thôi hoàn toàn dựa vào vận khí có cái gì đắc ý các vị nhưng một chút ta sẽ thu thập tiểu tử này một tên người áo xanh đi ra hắn đặt một khối kim loại màu xanh lên bàn đây là vật liệu nhất tinh thảm bạc lục kim đủ chưa vật liệu nhất tinh không thể so sánh với vật liệu nhị tinh hơn nữa thiên văn ngọc còn là pháp khí niệm lực còn chân quý hơn xa vật liệu nhị tinh lang hàn cũng không quan trọng dù sao đây là thu nhập kiếm thêm không đủ nhưng không quan trọng người tất thua lang hàn rất châm trọng một câu người đúng là cuồng người áo xanh lao lao tới phát động tấn công cực mạnh lang hàn vẫn như cũ cũng không có một kích đánh thắng mà là chiến đấu với đối phương cho những người khác một loại ảo giác thực lực của hai người không kém gì nhau đánh nhau mấy trăm chiêu, Lăng Hàn mới tăng cường thế công đánh bại người áo xanh. Hai tháng liên tiếp, lần này, tất cả mọi người lau mắt mà nhìn Lăng Hàn. Muốn nói trận chiến đầu tiên, Lăng Hàn thắng chỉ là may mắn, hai tháng liên tiếp đã nói rõ vấn đề. Đây cũng không phải là may mắn, Lăng Hàn thu lấy thảm bạc lục kim, ai, có thể tìm đối thủ ra dáng hay không, ai, còn không đủ cho ta đánh. Quá phách lối, thật ngông cuồng, chỉ là tiểu tốt tinh cầu lạc hậu, lấy đâu ra khẩu khí lớn như thế. Lại có một tên đến từ bên ngoài đứng dậy, hắn buông một viên đan dược xuống, nói. Đây là tam hóa đan, đan dược chuẩn nhất tinh, có thể xúc tiến cấp độ sinh mệnh tiến hóa, rất có lợi với ngươi. Lăng Hàn thất vọng, mặc dù hiệu quả tam hóa đan rất cần thiết cho hắn, nhưng hắn đã phục qua ngũ hành tạo hóa đan, lại dụng đan dược cùng loại sẽ không có hiệu quả gì. Bằng không luyện ra hai viên ngũ hành tạo hóa đan không phải càng tốt sao. Được rồi, chính mình không cần, có thể cho người khác dùng. Miễn cưỡng, Lăng Hàn phất phất tay, khốn kiếp, người còn ghét bỏ. Đến chiến, chiến đấu bắt đầu, Lăng Hàn vẫn quy củ cũ, kéo đủ 300 chiêu mới đánh bại đối phương. Ba thắng liên tục, Lăng Hàn càng tỏa ra cuồng vọng, hắn kéo thù hận quá dễ dàng, chỉ cần biểu diễn một chút là đủ. Lại có người nhảy ra ngoài, bọn họ không chịu được đả kích. Lúc này vẫn không ai đánh thắng Lăng Hàn, 9 trận chiến, 9 thắng. Lần này, những người đến từ bên ngoài ngây người, 9 trận chiến 9 thắng mặc dù đều là thắng vô cùng miễn cưỡng nhưng đủ nói rõ vấn đề. Lăng Hàn rất mạnh, rất mạnh, mặc dù hắn rất phách lối làm người ta nghiến răng. Còn có ai, Lăng Hàn cười nói, hắn nhìn chung quanh, nhưng không có người tiếp lời, hiện tại mỗi người đều muốn ước lượng bản thân một chút, chính mình có mạnh hơn 9 người kia hay không, nếu không, đi lên bị đánh bại thì quá mất mặt. Ta tới, sau cả buổi, chư sâm đi ra, chương 4091, một quyền mà thôi. Đây là người cuối cùng, Lăng Hàn cảm thán, không có người nào là đồ ngốc, nhất là người có thể bị đưa tới nơi đây, từng người đều là thiên tài trong gia tộc hoặc tông môn, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Hắn chín trận chiến chín thắng, mặc dù đều là thắng gian nan nhưng vẫn có người khám phá. Giả heo ăn thịt hổ, cố ý gài bẫy, cũng chỉ có một người. Lăng Hàn cố ý nhìn bốn phía, nói, ta không ngại cho các người tiến lên, năm người đi, cùng tiến lên, thế nào? Không người trả lời, 10 người, Lăng Hàn lại nới lỏng điều kiện. Một mình ta đánh 10 người, thua các ngươi lưu bảo vật lại, thắng thì mang Thiên Văn Ngọc đi. Lập tức có mấy người kích động, nhưng cuối cùng không ai đáp lại. Ai, thật sự là một đám hèn nhát, đã bị dọa sợ. 10 người cũng không dám, ta thật sự xem trọng các ngươi." Lăng Hàn lắc đầu, vẻ mặt đầy trào phúng, nhìn hắn phách lối như vậy, đám người kia rất tức giận, người Huyền Bắc Quốc hưng phấn khó hiểu, đúng là tăng thêm mặt mũi. Đế Đô Song Kiêu, quả nhiên không phải gọi không hồng thiên bộ đi cũng không có quan hệ bọn họ còn có lăng hàn có thể quét ngang cùng dai nét mặt của mã hoàng hậu các vị hậu phi vào đại hoàng tử lại không vui bọn họ kết thù lớn với lăng hàn tự nhiên không muốn thấy lăng hàn uy phong bát diện như thế ai thay huyền bắc quốc vãn hồi tôn nghiêm đều tốt tuyệt đối không thể là lăng hàn nếu là hắn còn không bằng mất mặt tiểu tử người còn chưa thắng ta chư sâm từ tốn nói hắn tràn ngập lòng tin vào mình nếu như lăng hàn biểu hiện thực lực như vừa rồi hắn nắm chắc phần thắng rất lớn lang hàn ngoắc ngoắc ngón tay chư sâm cầm một gốc tiên dược nhất tinh ra hắn rất hài lòng chờ sau khi bước vào tiên đồ hắn sẽ bắt đầu luyện chế tiên đan tự nhiên cần tiên dược làm nguyên liệu chủ yếu tiểu tử người thật ngông cuồng nhưng mà vận khí tốt thắng thảm mà thôi có cái gì mà đắc ý chư huynh xuất thủ người thua không nghi ngờ đám người bên ngoài kêu to bọn họ vốn không có giao tình với nhau nhưng bây giờ lại cùng chung mối thù chư sâm tràn ngập lòng tin nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, oanh, trên người hắn tỏa ra hỏa diễm ngập trời giống như thiên hỏa. A, à, Lăng Hàn sửng sốt một chút, nếu lấy niệm lực câu thông năng lượng tầng thứ cao, như vậy chỉ có thể quấn quanh trên tay chân, nhiều lắm là mở ra khiếu huyệt, có thể phát bí lực trong khiếu huyệt, cả người sẽ biến thành con nhím. Hiện tại chưa xâm lại khác biệt, hắn bị ngọn lửa bao vây, lại là không có dấu hiệu bị thương. Hắn giật mình, chưa xâm là tiên thiên thần thể, hỏa diễm thần thông thuật, Lang Hàn cười nói: chư sâm ngạo nghế, ta chính là thần thể bát lưu đừng nhìn chỉ là bát lưu nhưng tiên thiên thần thể cực kỳ mạnh mẽ cho dù thần thể cửu lưu suốt thế cũng sẽ kinh động thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn tiên thiên thần thể bát lưu khẳng định sẽ mạnh hơn rất nhiều khó trách hắn biết rất rõ ràng lăng hàn là giả heo ăn thịt hổ nhưng vẫn dám khiêu chiến tiên thiên thần thể bình thường sẽ mạnh hơn người khác một mảng lớn lăng hàn tươi cười tiên thiên thần thể thì thế nào ta dùng một quyền là có thể đánh bại phách lối Chư sâm cười lạnh một tiếng, thả người lao tới, hắn như hỏa thần giáng lâm. Lăng hàn làm thật, oanh, chu thiên đại huyệt cùng nhau phát sáng, tại tạo thành màn sáng quanh người hắn, sau đó đấm một quyền về phía chư sâm. Hắn hiện tại rất mạnh, đều vận dụng một môn thần thông, còn cần dùng kỹ pháp khác hay sao? Hỏa diễm thiêu đốt cũng không thể phá nổi màn sáng tinh thần, một quyền của lăng hàn bộc phát uy thế không gì cản nổi, lực lượng kinh khủng sôi trào, ầm, nó giống như ngọn núi lớn nghiền ép, oanh phá phòng ngự của chư sâm, đánh vào lồng ngực của hắn. Sau đó, chư sâm liền bị đánh bay ra ngoài. a à, chư sâm gào lên, thân ở giữa không chung nhưng khí tức trong cơ thể sôi trào, uy áp tiên đạo đè ép phàm nhân. Hắn thả áp chế tu vi, lại trở thành cường giả trúc thiên cơ. Quá ghê tởm, một thổ dân lạc hậu lại dùng một quyền đánh bay hắn. Mất mặt, thật mất thể diện, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù mọi người đều đã đoán được, lăng hàn trước vẫn hãm hại người, Cố ý làm ra dáng vẻ đánh khó phân thắng bại với đối thủ, mục đích chính là lừa gạt người ta đánh cược với hắn, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một khi toàn lực bộc phát, Lăng Hàn lại mạnh đến như thế. Tiên Thiên Thần Thể bắt lưu, hơn nữa còn trong tình huống dùng thần thông, không ngờ lại dùng một quyền đánh bay. Nếu như Chư Sâm không có kịp thời phóng thích tu vi trúc cơ, một quyền này đủ đánh hắn gần chết. Quá mạnh, tại sao có tầm bí cảnh cường đại như thế? Nếu như Lăng Hàn lại bước vào Tiên Đồ, hắn sẽ mạnh thế nào? Đúng vậy, rất nhiều thiên tài sau khi vượt qua tiên môn lại không khác gì người thường, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài bảo trì tiêu chuẩn như thế, tiếp tục yêu nghiệt. Với tiêu chuẩn của Lăng Hàn hiện tại, thời điểm vượt qua tiên môn yếu đi một chút, cây cao trăm mét bị chém mất một nửa vẫn cao hơn cây chỉ cao 10 mét một mảng lớn. Dạng yêu nghiệt này, nghĩ lại cũng thật đáng sợ, chém đi, trừ hậu hoạn. Trong lúc nhất thời, tất cả người đến từ bên ngoài động sát ý, đều nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Bích tiêu công chúa khẩn trương, mặc dù chiến lực của nàng bất phàm, nàng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai người cùng dai, sau khi bước vào tiên đồ, tranh lệch giữa thiên tài với nhau sẽ thu nhỏ, lại nói, những người đến từ bên ngoài là hạng soàng xính hay sao? Đại hoàng tử mỉm cười, bọn họ không tiện ra tay với lăng hàn, nhưng không có quy định, người khác xuất thủ với lăng hàn, bọn họ còn cần xuất thủ hóa giải. Chết đi, thiên tài như vậy chỉ cướp danh tiếng của bọn họ. Bọn họ cũng không quan tâm, ngược lại lão tử là hóa linh chân quân, chẳng lẽ huyền bắc quốc cần một cái tầm bí cảnh chống đỡ thể diện hay sao lang hàn đứng ngạo nghễ trên mặt nở nụ cười nhạt hắn thập phần thong dong và tự tin hắn không phải có lòng tin vào thực lực của mình mà là tin tưởng trần phong viêm tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài dương oai tại đế đô huống chi còn là tiểu thúc của mình quả nhiên đại trận đế đô phát động một bóng người đứng trong ánh sáng xuất hiện nói võ giả tiên đồ không được phép xuất thủ với phạm nhân người vi phạm chém tiếng nói không cao nhưng mang theo bá khí, thiên địa cũng phải nghe theo lệnh hắn. Chư sâm vốn muốn xuất thủ, hắn cũng áp chế sát ý của mình. Bóng người quá cường đại, trái tim của hắn đập nhanh. Trận linh, không, không có đơn giản như vậy, có lẽ trận linh kết hợp với ý niệm của hóa linh chân quân. Bái kiến trần chân quân, đám người đến từ bên ngoài chấp tay chào, vẻ mặt nghiêm túc. Hóa linh chân quân, đặt trong tinh không cũng là đại năng, ai dám bất kính. Cũng không như đám người mã hoàng hậu, là người phụ thuộc Trần Phong Viêm, mà là một vị chân quân hiển hóa ý niệm xuất hiện trước mặt bọn họ. Bóng người giơ tay lên, nói, các ngươi đến tìm kiếm cơ duyên, chấm có lòng giả bao dung thiên hạ, sẽ không làm gì các ngươi, nhưng nếu tổn thương con dân của chấm, chấm sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng, khách đến từ bên ngoài tuân theo, không ai dám mạnh miệng đối nghịch với một vị hóa linh chân quân, đó chính là muốn chết. Trường 4092, Sứ Giả Thánh Địa, Bóng người nói xong liền hóa thành ánh sáng biến mất không thấy đâu nữa. Trần Phong Viêm cả ngày bận rộn cái gì đó, vì sao luôn phái ra chân thân xuất hiện, tại sao chân thân hắn không hiện thân? Có lẽ đang trùng kích tứ cực cảnh, muốn trở thành đại năng cấp giáo chủ. Có khả năng, cho nên, hắn hiện tại 10 phần ẩn nhẫn, bởi vì chỉ cần trở thành cấp giáo chủ, Thái cổ chân quân là kình địch thì thế nào? Một hồi xung đột đã được hóa giải như thế, nhưng bầu không khí không thể trở lại như lúc ban đầu sắc mặt những người đến từ bên ngoài rất khó coi, bị một tên tầm bí cảnh áp chế, bọn họ làm sao ngẩng đầu lên nổi. Nhưng trong chiến đấu cùng dai, bọn họ thật không phải là đối thủ của người ta. Hừ, tầm bí cảnh cùng dai vô địch thì có ý nghĩa gì? Đúng thế, vượt qua tiên môn, thiên tài vẫn là còn ít sao. Chỉ có thể đắc ý tới hiện tại, chờ vượt qua tiên môn, lại đánh nhau cùng cấp, ta giết dễ như trở bàn tay. Chúc cơ mới là thời điểm bắt đầu tu luyện, phàm cảnh không có chút ý nghĩa nào không qua bao lâu những người đến từ bên ngoài lại nói chuyện cũng bắt đầu rèm pha lăng hàn đám người này rất đáng giận rõ ràng đánh nhau cùng cấp không địch lại hiện tại lại trào phúng người khác lăng hàn không nói chuyện hắn bày những bảo vật vừa thắng lên bàn lúc này đám người bên ngoài im lặng không nói nữa những tiền đặt cược này chính là sỉ nhục của bọn họ cũng là chiến tích của lăng hàn bọn họ còn có thể nói cái gì yến hội tiếp tục nhưng mỗi người không có hào hứng đám người ngoài cầu mong yến hội kết thúc nhanh chóng khi đó bọn họ có thể rời đi thần tử huyền bắc quốc lại xung xoe lăng hàn quả nhiên bệ hạ vẫn xem trọng thiên tài này có phải nên tìm nữ tử trong gia tộc gả vào trong ngoại vụ phủ hay không nhân vật chính trên yến hội rõ ràng là đám người đại hoàng tử hiện tại lại bị lăng hàn cướp mắt ánh hào quang tâm tình của mỗi người lại khác nhau mà thôi mã hoàng hậu nhìn vào trong mắt cũng cảm thấy yến hội có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa nàng đứng lên và tuyên bố yến hội kết thúc nhưng vào lúc này anh, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng. A, à, thật quen mắt, không tốt, là tiểu la lị đường Vân Nhi lại lái phi toa đụng tới. Lăng Hàn vừa muốn phát động chỉ xích thiên nhai rời đi, lại phát hiện sao băng kia bay một đường thẳng, vô cùng quỷ dị rừng giữa không chung, cách đỉnh đầu bọn họ khoảng 10 trường. Không phải đường Vân Nhi, Lăng Hàn nói thầm một tiếng, tiểu la lị vừa đến không có kỹ thuật tốt như vậy, nói ngừng là có thể ngừng, thứ hai, dáng vẻ phi toa có khác nhau. Rất tốt, nhiều người ở đây như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho ta trong phi toa có giọng nói vang lên ta chính là sứ giả kim nguyên thánh địa ta đến đây vì kim nguyên quả hội một năm sau kim nguyên thánh địa kim nguyên quả hội lúc này đám người đến từ bên ngoài rất kích động bọn họ tự nhiên biết bốn chữ kim nguyên thánh địa đại biểu cho ý nghĩa gì thánh địa chỉ có thế lực xuất hiện thánh nhân mới có tư cách xưng là thánh địa phi toa chậm rãi dừng lại sau đó một nam tử trung niên xuất hiện ánh mắt của hắn rất cao ngạo Nghĩ lại cũng phải, đến từ thế lực thánh nhân, ánh mắt của hắn mọc trên đầu cũng có thể hiểu. Bái kiến đại nhân, đám người đến từ bên ngoài cùng nhau hành lễ, trên mặt bọn họ đều tươi cười vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, đám người huyền Bắc Quốc có ngu xuẩn cũng biết Kim Nguyên Thánh Địa cực kỳ châu bò, Kim Nguyên Quả Hội cũng là thịnh hội vô cùng long trọng, có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Nam tử trung niên vô cùng thận trọng, mặc dù hắn chỉ là chút cơ cảnh, tăng thêm lai lịch của hắn, cho dù là cường giả sinh đan cảnh cũng phải khách khí với hắn hắn hết sức hài lòng nhận đãi ngộ như thế nhưng lại cố ý nghiêm túc thản nhiên nói ta phụng mệnh tới đây tìm kiếm thiên tài ban cho tư cách tham gia kim nguyên quả hội không nghĩ tới nơi xuống dốc như nơi đây lại có nhiều anh tài như vậy đại nhân người có chỗ không biết ta cũng không phải người thiên hải tinh ta là đan hà tinh phi vô tông ta là lạc nhật tinh cửu trầm giáo đám người tự giới thiệu mình vội vàng rút sạch quan hệ với thiên hải tinh bọn họ cũng không muốn bị xem thành thổ dân lạc hậu Hóa ra như thế, nam tử trung niên gật gật đầu, hắn tên là Vạn Tử Bình, sau khi được mọi người vuốt mông ngựa, tự nhiên cũng báo họ tên, sau đó đám người mở miệng là gọi Vạn Đại Nhân, nội tâm sẽ thoải mái hơn. Không cần quan tâm nhiều, ta phụng mệnh tìm kiếm thiên tài, không nhìn xuất thân, chỉ cần đủ thiên phú là được. Tới đi, mọi người cùng tiến lên, chỉ cần đưa tay đặt lên phi toa, pháp khí tự động có thể phán đoán người có tư cách đi kim nguyên thánh địa hay không. Hắn có chút giọng khách hát giọng chủ, sau khi hắn ném ra hai chữ thánh địa, người bị nện ngất chính là Mã Hoàng Hậu, Đại Hoàng Tử cũng không dám đứng ra quát bảo ngừng lại, mà là trước phái người đi điều tra tình huống một chút. Sau khi biết địa vị kim nguyên thánh địa, bọn họ càng không dám nói gì. Thánh nhân, đó là tồn tại cao cao tại thượng, căn bản không cần xuất thủ, một ý niệm trong đầu cũng có thể làm thiên hải tinh vỡ nát. Đương nhiên, thánh nhân của quá khứ và thánh nhân tỏa chấn là hai chuyện khác nhau, cho dù kim nguyên thánh địa đã không có thánh nhân, nội tình có ai có thể so sánh hay sao thánh địa khẳng định có thánh khí chân áp, cho dù tôn giả cũng mất mạng. Tất cả mọi người ngoan ngoãn xếp hàng, không người nào dám lớn tiếng ồn ào, sợ bị hủy bỏ tư cách. Dưới tiên đồ không cần tham gia náo nhiệt, vạn tử bình nói, hắn kéo một đám người ra khỏi đội ngũ, trên mặt đầy khinh bỉ. Cái gì, muốn thu hoạch được tư cách yêu cầu thấp nhất đều là chúc cơ cảnh. Việc này làm 99% người nơi đây bị loại bỏ. Đám người đến từ bên ngoài cười lạnh, các người xem kim nguyên thánh địa là địa phương nào, a miêu a cầu đều có tư cách đi ánh mắt không ít người nhìn sang lăng hàn người yêu nghiệt hơn nữa thì thế nào không thành trúc cơ còn không có tư cách khảo nghiệm ha ha chỉ có thể trơ mắt nhìn đại cơ duyên bay đi nội tâm nhất định rất khó chịu khảo thí đang tiến hành người thông qua sẽ bị một tia sáng bao phủ in dấu một cái ấn ký đây chính là tư cách tham gia kim nguyên quả hội người thông qua có vẻ mặt hớn hở người không thông qua sắc mặt rất khó coi từ tình huống trước mắt muốn thông qua cũng phải là thiên tài nhất tinh bích tiêu công chúa đi về phía trước khẽ chào vạn tử bình nói bích tiêu bái kiến vạn đại nhân ánh mắt vạn tử bình sáng lên nữ nhân đẹp thế này rất hiếm thấy cho dù đặt ở kim nguyên thánh địa chỉ dung mạo đã có thể đứng trong hàng ngũ thánh nữ hắn cũng ôn hòa hơn trước nói chuyện gì bích tiêu nghĩ khẩn cầu đại nhân phá lệ một chút bích tiêu công chúa nói nàng chỉ tay về phía lăng hàn vị này là lăng hàn hiện tại là tầm bí cảnh đánh nhau vô địch cùng cấp, hắn chỉ cách tiên đồ một bước, thời gian một năm đủ để cho hắn trúc cơ. Người muốn ta phá lệ vì hắn, ban cho hắn tư cách sao? Vạn tử bình nói, đúng, bích tiêu công chúa ven áo thi lễ. Vạn tử bình cười ha ha, chỉ là thổ dân lạc hậu còn dám khoe khoang vô địch cùng cấp. Quy củ chính là quy củ, không thành trúc cơ, làm sao có thể đi thánh địa. Trường 4093 có biện pháp khác. Đúng đấy, chỉ là tầm bí cảnh, có tư cách gì đặt song song với chúng ta. Đám người Chu Dương bắt đầu châm chọc khiêu khích, đều là mấy thiên tài nhất tinh thua trong tay Lăng Hàn, bọn họ đã thông qua khảo hạch và có được danh ngạch. Việc này là vinh quang, bọn họ trổ hết tài năng, Lăng Hàn lại không có tư cách tham dự khảo hạch, ha ha. Bích tiêu công chúa còn muốn nói tiếp, nàng bị vạn tử bình khoát tay cự tuyệt trở về. Lăng Hàn đi qua, lại cười một tiếng, nói, không cần nói nhảm với hắn đâu, nhưng mà, kim nguyên quả hội thực sự rất trọng yếu, Bích tiêu công chúa vội la lên, ngươi không nên hành động theo cảm tính. Vừa rồi ta nghe ngóng từ những người kia, Kim Nguyên Thánh Địa cách 20 năm sẽ tổ chức Kim Nguyên Quả Hội một lần, chẳng những sẽ truyền thụ tiên pháp vô thượng, còn cung ứng tiên quả chân tàng của Thánh Địa. Nếu như ngươi có thể tham gia Kim Nguyên Quả Hội, có thể tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện. Lang Hàn miệng cười, ta lại không có nói không đi. Bích tiêu công chúa sửng sốt, ngươi không có tư cách tham dự khảo nghiệm, làm sao đi. Yên tâm, đi kim nguyên thánh địa cũng không nhất định cần dựa vào hắn. Lăng Hàn cười cười, nói, được rồi, chuyện của ta, người ít quan tâm, người rất giống lão bà của ta vậy. Người còn ba hoa, bích tiêu công chúa tức giận dậm chân, đám người đi lên kiểm tra, ngay cả đám người đại hoàng tử cũng không ngoại lệ. Thánh địa đấy, đó là địa phương gì, nhưng mà, đại hoàng tử thông qua, thất hoàng tử cũng thông qua, hoàng tử khác bị loại bỏ vô tình. Ba ngày sau, đi tới tọa độ này, Thánh địa sẽ bắt đầu dùng trận pháp cỡ lớn truyền tống các ngươi đi." Vạn Tử Bình nói, công bố một tọa độ, sau đó cười lạnh nói: "Người không thông qua không cần đi lãng phí thời gian, trên người các ngươi không có ấn ký, trận pháp khởi động sẽ xoắn giết các ngươi. Ta chỉ nói một lần, các ngươi không tin, đó là tự mình tìm cái chết. Ta còn phải đi tìm các thiên tài khác, cáo từ." Vạn Tử Bình lại tiến vào phi toa, hắn phá không bay đi. "Ha ha ha ha, đám người từ bên ngoài cười to." bọn họ cơ bản đều thông qua kiểm tra có thể đi tới nơi này đều là thiên tài nhất tinh bọn họ nhìn lăng hàn vẻ mặt trào phúng ngươi vô địch tầm bí cảnh thì có thể dùng được gì không phải ngươi vừa mới ngang tàng phách lối sao hiện tại ngang tàng phách lối tiếp đi lăng hàn nhìn bọn họ nội tâm chỉ có một câu tiểu nhân đắc chí đương nhiên hắn muốn đi kim nguyên quả hội nhưng không cần thiết thông qua vạn tử bình mà là trực tiếp đi thời gian một năm đủ cho hắn tiến vào tiên đồ trực tiếp đi tới tinh thể kim nguyên thánh địa Kim Nguyên Thánh Địa sẽ không ném cảnh ô lưu cho thiên tài như hắn sao? A, à, đến lúc đó ta sẽ đánh các ngươi gọi ta là Gia Gia. Đám người Chu Dương chuẩn bị xuất phát, Đại Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử cũng giống như thế, Thánh Địa đấy, nếu có thể tu hành tiên pháp của Thánh Nhân, nói không chừng sau này có thể trở thành Thánh Nhân, Tôn Giả và Giáo Chủ cũng phải đứng sang một bên. Dù hoặc quá lớn, không ai muốn chậm trễ, nhao nhao xuất động, sợ gặp việc gì đó chậm trễ thời gian không thể đi tới Kim Nguyên Thánh Địa, bằng không quá thua thiệt. Bích tiêu công chúa cũng thông qua khảo thí, nàng lấy được danh ngạch, đi theo Lăng Hàn về ngoại vụ phủ, trên đường đi không nói gì, vẫn tức giận Lăng Hàn bỏ qua cơ duyên to lớn. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, cho dù hắn thực sự bỏ qua cơ hội này, hắn cũng không đau lòng, bởi vì hắn đã chiếm được mẫu kim, đó là thứ ngay cả thánh nhân cũng đỏ mắt. Ân, dường như tinh thể lớn như kim nguyên thánh địa sẽ có thiên đạo hỏa. Vừa vặn có thể luyện chế đế binh, ngày thứ hai, bích tiêu công chúa liền xuất phát, thời gian có hạn, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian không có ta ở đây người nhất định phải cẩn thận nàng dặn dò đám người nhị hoàng tử tam hoàng tử đều là chúc cơ cảnh người không phải đối thủ của người ta tuyệt đối không thể phách tranh được rồi được rồi ta không phải đồ đần lang hàn cười nói bích tiêu công chúa lại dặn dò một phen lúc này mới rời đi không qua mấy ngày có tin tức truyền tới Phạn tử bình đã rời khỏi thiên hải tinh đi tinh thể khác hắn cũng đi thế lực thái cổ tông cửu linh tông của bốn hóa linh chân quân, cấp một ít danh ngạch cho bọn họ. Bao quát hồng thiên bộ và một số ít thiên tài rời khỏi thiên hải tinh, được trận pháp cỡ lớn mang tới kim nguyên thánh địa. Hình chiếu tinh không, xuyên qua không gian, đây là thủ đoạn của thánh nhân. Thiên hải tinh lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, rất nhiều thiên tài rời đi, từ đó trên tinh thể cũng ít đi rất nhiều việc. Lăng Hàn bảo vệ bản tâm, hắn cố gắng tu luyện mỗi ngày một phương diện khác, hắn cũng đang tìm kiếm đan phương trên tiên đồ, chỉ cần đi vào tiên đồ, hắn có thể bắt đầu luyện chế tiên đan, phụ tá võ đạo. Võ đạo của thiên hải tinh đã từng đứt rời, cho dù thiên địa hiện tại khôi phục, tuyệt đại bộ phận tư liệu cũng đã hủy, lăng hàn có thể tìm được tương đối có hạn. Không có tìm được đan phương, ngược lại hắn tìm được một bộ cổ thư có quan hệ với đan đạo, chính là giới thiệu tiên dược. Thứ này tương đối hữu dụng, còn không biết dược liệu thì nói gì đến luyện đan. Quyển sách này giới thiệu dược tính của các loại tiên dược, cũng có một ít tiên dược tương xung, tương hợp, hoàn cảnh sinh trưởng, ấm lạnh khác nhau, 10 phần toàn diện. Lăng Hàn đọc như si như say, trong đầu tiến hành thôi diễn, dược liệu phối hợp cùng dược liệu nào, có thể sinh ra công hiệu gì. Đương nhiên, hắn sẽ không quên tu luyện mỗi ngày lúc mặt trời mọc, hiện tại hắn tu luyện mở khiếu huyệt toàn thân, cũng hấp thu lực lượng thiên địa càng ngày càng nhiều. Khai khiếu cảnh mở ra bao nhiêu khiếu huyệt, trực tiếp quan hệ đến tiền đồ tương lai của võ giả. Cho dù Lăng Hàn không có công pháp đặc thù, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh gấp đôi tầm bí cảnh bình thường, lại phối hợp công pháp hầu ca, công pháp phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Cách mỗi mấy ngày, hắn có thể nghênh đón một lần cấp độ sinh mệnh tăng lên, mở ra mấy đạo gông cùng xiềng xích, hai tháng sau, Lăng Hàn tính toán một chút, hắn còn có 78 gông cùng xiềng xích chưa đánh nát. Thành tích này phi thường kinh người, phải biết tầm bí cảnh phổ thông nhiều lắm chỉ mở ra một thành gông cùng xiềng xích, tiềm lực này có thể nghĩ, nhiều lắm có thể bước vào trúc cơ, sau đó không còn thực lực tiến tiếp. Chỉ có thiên tài mới có thể mở ra hơn một nửa gông cùng xiềng xích, nhưng đạt tới chín thành có thể xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lăng Hàn, hắn mở ra vượt qua chín thành chín gông cùng xiềng xích, nhìn khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn, đương nhiên hắn sẽ không thỏa mãn, muốn truy cầu hoàn mỹ tuyệt đối. Chỉ còn lại rất ít gông cùng xiềng xích, cấp độ sinh mệnh tăng lên cũng càng chậm, trước 6 7 ngày có thể nghênh đón một lần, hiện tại cần dùng nửa tháng. Dựa theo đó mà suy tính, đừng nhìn chỉ còn lại 78 đường gông cùng xiềng xích, vô cùng khả năng tiêu hao 78 năm của hắn. Giống như người có thành tích không điểm tăng lên 9 điểm, cùng thành tích 99 điểm tăng lên 100 điểm, độ khó không thể so sánh nổi, càng gần đến mức cuối, tiến cảnh sẽ chậm không hợp thói thường. Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể mở ra gông cùng xiềng xích toàn thân, nhưng thời gian quá dài, đúng lúc này, Hoàng Thất lại công bố một việc quan trọng. Chương 4094, đánh bại Lăng Hàn là có danh ngạch. Tẩy chân trì mở ra, thế nào là tẩy chân trì? Đây là tạo hóa cực lớn của võ giả phàm cảnh, có thể cung cấp năng lượng kinh người, trợ giúp võ giả mở ra cấp độ sinh mệnh tiến hóa. Mỗi tinh thể đều có một cái tẩy chân trì, khác biệt ở chỗ, tinh thể đẳng cấp càng cao, hiệu quả của tẩy chân trì sẽ càng cao. Nhưng hiệu quả của tẩy chân trì trên thiên hải tinh tuyệt đối không yếu hơn các tinh cầu khác. Vì cái gì? Bởi vì tẩy chân trì của các tinh thể lớn là 10 năm mở một lần, chứa ao nước tích lũy năng lượng, nhưng tẩy trần trì của thiên hải tinh lại tích lũy bao lâu năng lượng? Hơn 2.000 năm, hơn 2.000 năm còn không hơn 10 năm tích lũy hay sao? Đương nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào tẩy trần trì. Đầu tiên nhất định phải đạt tới tầm bí cảnh, không thì năng lượng to lớn tràn vào cơ thể, thân thể chịu không được sẽ nổ chết. Cho dù bước vào tầm bí cảnh, cũng phải dùng thực lực đạt được tư cách vào, dù sao năng lượng trong tẩy trần trì có hạn, người càng nhiều, mỗi người phân ra không được bao nhiêu. Trần Phong Viêm đã sớm xuất thế bố cục rất nhiều năm, từ việc hắn xây dựng đế đô là biết, trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Cho nên, thứ tốt như tẩy trần trì cũng bị trần phong viêm khống chế, dù sao người ta chính là thái tử của tinh thể này, có cái gì là hắn không biết. Nhưng trong 10 danh ngạch có một cái trực tiếp phân phối cho Lăng Hàn. Không có người không phục, thực lực Lăng Hàn là đánh ra, mọi người công nhận. Mọi người lại nhắm vào 9 danh ngạch khác, mở ra giải thi đấu luận võ. Tranh tài kéo dài 7 ngày, cũng quyết đấu chọn ra 9 người đứng đầu, lại một cái tin tức kinh người truyền ra. Tứ đại hóa linh chân quân liên thủ đến đây, yêu cầu Trần Phong Viêm cung cấp cho các thế lực của bọn họ hai danh ngạch. Tẩy Trần chỉ chỉ có thể dung nạp 10 người, hiện tại tứ đại chân quân muốn lấy đi 8 danh ngạch, lưu cho Huyền Bắc quốc hai danh ngạch còn lại. Đám người đương nhiên không phục, đây là tài phú của Huyền Bắc quốc, dựa vào cái gì lấy ra chia sẻ. Nhưng bọn họ không có khả năng mở miệng, chỉ có hóa linh chân quân mới có tư cách đưa ra quyết định. lang Hàn cũng không biết Trần Phong Viêm thảo luận thế nào, năm vị chân quân đạt thành nhận thức chúng, lấy chiến mà định. Thứ trọng yếu nhất của võ giả là thực lực, dùng thực lực quyết định, chuyện này rất bình thường, nhưng vấn đề là, người chiến đấu lần này không phải đám người Trần Phong Viêm, mà là tầm bí cảnh. Trần Phong Viêm buông lời, muốn vào tẩy Trần Trì, có thể, đánh bại Lăng Hàn là được, đánh bại một lần có thể vào một người, đánh bại 10 lần có thể vào 10 người. Lăng Hàn biết được cũng không cảm thấy quan trọng, hắn vô địch cùng dai, tùy ý đám người giày vò. Theo như Trần Phong Viêm nói, Tứ đại chân quân cũng không thể không tiếp, bởi vì Trần Phong Viêm nói, tẩy Trần chi chỉ cấp cho người ưu tú nhất, nếu không thể đánh bại Lăng Hàn, tiến vào cũng lãng phí. Lăng Hàn phiền muộn, hắn rõ ràng đã vô địch tầm bí cảnh, có vẻ đã biến thành cọc tiêu phán định mạnh yếu. Thế gian thật có tầm bí cảnh đánh bại hắn sao? Không nói đánh bại, có thể chiến ngang tay sao? Nhưng hắn đã đứng ở mặt đối lập với Tứ đại chân quân, huống hồ lại là thần tử của Trần Phong Viêm, lúc này nhất định phải đứng ra. Rất nhanh, tứ đại chân quân chọn ra 10 thiên tài trẻ tuổi đi vào, đều là tầm bí cảnh. Lăng Hàn cũng kinh ngạc, nhiều thiên tài tầm bí cảnh như vậy. Hắn cũng không tin tưởng trùng hợp như thế, đám người vạn tử bình đến đây đều cố ý áp chế tu vi dưới tiên đồ, muốn chờ cơ duyên tẩy trần chi. Bốn tên đại năng bị nhốt trong thiên hải tinh hơn 2.000 năm, khẳng định có hiểu biết không ít về thiên hải tinh. Chiến thì chiến, ai sợ ai. Ba ngày sau, đại chiến bắt đầu, vô số người đến xem. Lăng Hàn nhảy lên lôi đài, nói thẳng, cũng không cần so từng người, đều lên đài đi, thời gian của ta quý giá, sau khi đánh bại các ngươi, ta còn quay về ăn cơm. Những tầm bí cảnh kia giận dữ, người cũng quá cuồng rồi, thật không xem ai ra gì. Bọn họ đều là thiên tài, chỉ có bọn họ khi dễ người khác. Lăng Hàn cười, còn rụt rè, tốt, vậy ta đến. Hắn nhảy lên và tấn công 40 người kia, ầm, um, ầm, um, ầm, um, ba quyền, hắn đánh bay bảy người, cho thấy phong thái vô địch. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, khán giả đều la lớn, cảm xúc dâng trào, trở nên điên cuồng. Tiểu tử này quá biến thái, tại sao lại mạnh như vậy? Liên thủ, liên thủ đối phó hắn, còn lại hơn 30 người liên thủ với nhau, liên hợp người tông môn mình, tạo thành ba đoàn đội nhỏ, cũng tấn công Lăng Hàn. Nhưng, có thể làm được gì sao? Lăng Hàn tu vi tầm bí cảnh cường đại đến mức nghiền áp cùng dai, hắn không cần toàn lực, đấm ra một quyền sẽ có người bay về phía sau, mất đi năng lực chiến đấu, Toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ, trừ lăng hàn ra, chỉ còn bốn người đang đứng. Bọn họ không có xuất thủ, không phải bị hù dọa, mà là khinh thường, mỗi người khoanh tay đứng đó. Một đám cặn bã, thật sự không có tư cách hưởng dụng tẩy chân chi. Một tên nam tử áo trắng nói, hai mắt hắn như điện, khí tức bộc phát ra ngoài, vô cùng cường đại. Ha ha, ít người một chút cũng tốt, có thể hấp thu nhiều chỗ tốt hơn. Lại một tên thanh niên áo làm cười nói, hắn đeo dây xích lên người, cũng cường đại không hợp thói thường. Tán Thành, nữ tử áo đỏ duy nhất cũng lên tiếng, nàng cực kỳ xinh đẹp, mị hoặc không tả nổi nhưng tuyệt đối không phải bình hoa. Chúng ta nên giải quyết tiểu tử này trước, nam tử áo đen sau cùng nói, hắn chỉ về phía Lăng Hàn. Được, ba người nam tử áo trắng đồng thời gật đầu. Ai lên? Nữ tử áo đỏ hỏi. Ta, nam tử áo đen vừa cười vừa nói, sải bước tiến lên. Ầm, um, chỉ thấy bóng người lóe lên, nam tử áo đen biến mất, thay vào đó chính là Lăng Hàn đứng vào vị trí của đối phương. Bị đụng bay nơi xa, nam tử áo đen treo trên một gốc cây đại thụ, tứ chi rủ xuống, dường như xương cốt toàn thân đứt đoạn. Lang Hàn hoạt động gân cốt một chút, thản nhiên nói: "Các ngươi nói cái gì đó?" Ba người còn lại hoảng sợ, đúng là quái vật mà, va chạm cũng có thể làm người ta mất đi chiến lực. Tốc độ này, thể phách này, hoàn toàn không phải nhân loại. "Ngươi," Lang Hàn chỉ vào nam tử áo trắng, phát động chỉ xích thiên nhai, hắn đụng vào người đối phương, đùng, nam tử áo trắng cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn bay một đường vòng cung trên trời, ầm, hắn rơi xuống đất và mất đi chi giác. Nữ tử áo đỏ và thanh niên áo lam lui về phía sau vài bước, lăng hàn công kích cực kỳ đơn giản, chỉ là va chạm, bằng tốc độ cùng thể phách đụng người ta, nhưng có thời điểm công kích càng đơn giản càng khó giải. Làm sao bây giờ, hai người bộc phát chiến lực của mình, năng lượng tầng thứ cao quấn quanh hai tay, khiếu huyệt toàn thân phát ra bí lực, đồng thời bao vây năng lượng tầng thứ cao cũng không tin người dám đụng vào. Âm, trong nháy mắt tiếp theo, nữ tử áo đỏ cũng bị đánh bay. chương 4095, tẩy trần trì. Thanh niên áo lam nhìn lăng hàn giống như nhìn quái vật. Trên thân lăng hàn có màn sáng tinh thần bao quanh, thần thông vừa thức tỉnh có khả năng phòng ngự rất mạnh. Vừa rồi nữ tử áo đỏ đã dùng toàn lực ứng phó nhưng không thể phá được phòng ngự của hắn, không tránh được vận mệnh bị đụng bay. Thanh niên áo lam sắp phát điên, tại sao lại có dạng người vô địch như thế, va chạm như man nghiêu hắn vội vàng di chuyển, nếu ta di chuyển tốc độ ngươi, ngươi còn thế nào đụng vào ta? Hiu hiu hiu, tốc độ của hắn nhanh chóng, tốc độ gấp 7 vận tốc âm thanh làm toàn bộ đấu trường sinh ra âm bạo, tiếng sấm ầm ầm liên miên bất tận. Lăng Hàn không có ý định xuất thủ, hắn lấy một cái ghế ngồi xuống, còn cắn hạt dưa. Khốn kiếp, ngươi cho rằng ta đang diễn xiếc? Thanh niên áo lam tức giận, hắn không dám chậm lại, hắn đã nhìn thấy Lăng Hàn bộc phát tốc độ và lực trùng kích, hắn không thể chống lại. Ngươi thật biết xuất thủ, Thanh niên áo làm cực kỳ khó chịu. Hắn ngu ngốc chạy khắp nơi nhưng đối thủ lại ngồi đó như xem biểu diễn. So sánh ra, hắn không phải thằng hề sao? Nhìn trên đài, khán giả cũng sừng sốt, vẻ mặt cổ quái. Chiến đấu lúc trước kết thúc quá nhanh, lăng hàn vô địch, một quyền đánh bay một thậm chí vài tên, va và chạm mạnh làm thiên tài cao cấp nuốt hận. Bọn họ xem chưa đã ghiền, quá nhanh, không nhìn thấy và cũng không có dư vị gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chiến đấu kéo dài nhưng quá nhàm chán nhìn một người chạy thì có gì vui, đánh đi, có người kêu lên, nhanh xuất thủ đi, người không phải rất mạnh sao, nhanh xuất thủ đi. Thật nhiều người hô lớn với thanh niên áo lam, thanh niên áo lam chạy một hồi, hắn biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Lăng Hàn lấy tĩnh chế động, hắn không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ không có cơ hội. Hắn giơ tay và dùng khí kình tấn công Lăng Hàn, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng biết xuất thủ, hắn triển khai phản kích, hắn đánh ra một quyền, khiếu huyệt tỏa sáng và đánh thẳng về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nghênh kích, chỉ là một đạo khí kình cũng làm toàn thân hắn chấn động. Hắn chấn kinh, với thực lực của hắn lại khó có thể đón đỡ một tia khí kình từ khiếu huyệt của lang Hàn như vậy sao? Thực lực chênh lệch to lớn cỡ nào? lang Hàn di động thân thể, tốc độ của hắn càng nhanh, mặc cho thanh niên áo lam tránh thế nào cũng vô dụng, hắn nhanh chóng bị một quyền của lang Hàn đánh bại. Đến tận đây, tất cả người khiêu chiến đều thất bại. Khán giả đều gieo hò, đây chính là đế đô song kiêu, không, hiện tại không có song kiêu, chỉ có thiên kiêu duy nhất, Lăng Hàn. Lăng Hàn tươi cười với mọi người, hắn quay người rời đi. Chiến tích lần này rất đáng kiêu ngạo, nhưng hắn cảm thấy mình theo đuổi mạnh nhất, vô địch tầm bí cảnh cũng không đại biểu cái gì. Hắn đang chờ mong tẩy trần chỉ mở ra vài ngày sau. Tứ đại hóa linh chân quân bất đắc dĩ rời đi, bọn họ cũng muốn mặt mũi, Trần Phong Viêm đã cho cơ hội cạnh tranh công bằng, nhưng môn đồ đệ tử của bọn họ không có năng lực, trách được ai. Đế đô tạm thời khôi phục bình tĩnh, Lăng Hàn mấy ngày nay điều chỉnh tốt trạng thái tới đỉnh phong. Bốn ngày sau, tẩy trần trì mở ra, thứ này nằm trong phạm vi Hoàng Cung, ở dưới mặt đất, Lăng Hàn và chín tên tầm bí cảnh khác tiến vào Hoàng Cung, đi tới dưới một ngọn núi, vào sơn động, một đường hướng xuống dưới, đi thật lâu mới nhìn thấy tia sáng, một cái động rộng rãi xuất hiện. Đây là động đá vôi, còn có một cái ao bất quy tắc, một mặt tiếp xúc với vách động, dưới đáy ao còn sinh trưởng một gốc thanh liên, có một đoạn nhỏ nhú lên mặt nước, tự động tiến vào trong ao, các người có thời gian 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ thông tri các ngươi rời đi. Đại thái giám Chu Kỳ nói, không được tổn thương gốc thanh liên kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Chu Kỳ liền quay người rời đi, 10 người Lăng Hàn không khách khí, cũng không có chào hỏi lẫn nhau, mọi người đều đi vào bên trong. Thời gian có hạn, bọn họ tuyệt không thể lãng phí. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, nước ao ấm áp bao phủ thân thể hắn lập tức phát hiện, sức sống trong cơ thể cuồn cuộn, giống như sắp có đột phá. 3. Một đạo gông cùng xiềng xích mở ra, chỉ còn lại có 77 đạo, không hổ là tẩy trần trì, hiệu quả lập hiện ra. Lăng Hàn tiếp tục hấp thu năng lượng trong ao nước, sinh mệnh lực cuồn cuộn, qua một lúc sinh mệnh lực của hắn lại tăng lên. 3, 3, 3, gông cùng xiềng xích liên tục vỡ vụn. 70 đạo, 60 đạo, 50 đạo, gông cùng xiềng xích còn lại càng ngày càng ít. Qua một ngày sau, gông cùng xiềng xích trong cơ thể lăng hàn chỉ còn lại ba đạo nhưng đến lúc này cho dù có tẩy trần chỉ trợ giúp cấp độ sinh mệnh lăng hàn tiến hóa lâm vào bình cảnh chỉ còn lại ba đạo đối với bất cứ kẻ nào mà nói việc này đã hoàn mỹ nhưng đối với lăng hàn ba đạo một đạo một trăm đạo đều là tỷ vết nhất định phải đánh vỡ mở 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 lăng hàn nói thầm trong lòng toàn lực thôi động năng lượng trong cơ thể hắn điều động lực lượng vị diện đây là lực lượng trọng yếu trên con đường tu luyện của hắn, tất cả đều dựa vào nó đột phá cực cảnh. 3. Đạo thứ nhất không cùng xiềng xích bị mở ra, Lăng Hàn không vui không buồn, dư lực từ ba động tiếp tục xung kích, 3. Đạo gông cùng xiềng xích thứ hai vỡ vụn. Đến lúc này lực lượng vị diện trong người hạ xuống, Lăng Hàn cao mày, tẩy trần chỉ đã không còn hiệu quả với hắn, hiện tại hắn dùng hết vị diện lực cũng khó có thể đột phá một đạo gông cùng xiềng xích cuối cùng. Không được, được tẩy trần trì trợ giúp, hắn hoàn toàn vô lực, về sau làm gì còn có cơ hội. Có lẽ có nhưng hắn cần tích lũy 10 năm, thậm chí 50 năm hoặc lâu hơn, khi đó mới có thể xông phá gông cùng xiềng xích này. Hắn không thể chờ lâu như vậy, nhất định phải thừa cơ hội này đột phá thành công. Khí huyết lăng hàn sôi trào, hắn đẩy trạng thái lên mạnh nhất. Hả, chín người khác đồng thời nhìn sang hắn. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì đang tu luyện nhưng khí huyết sôi trào. Người muốn làm cái gì, oanh, cơ thể lăng hàn sôi trào như biển động, sinh mệnh lực tăng lên rất nhanh. Ba, gông cùng xiềng xích cuối cùng cũng bị mở ra. Hoàn mỹ, không còn tì vết, lăng hàn tươi cười, hắn lại tích lũy bí lực là có thể xông phá tiên đồ. a hắn kinh ngạc, bởi vì năng lượng trong tẩy trần trì vẫn tràn vào cơ thể của hắn, không có cách nào thôi động cấp độ sinh mệnh của hắn tiến hóa, lại hóa thành bí lực, lực lượng đang bao phủ toàn thân hắn. Kinh mạch hắn cực kỳ rộng lớn, tự động tiếp dẫn lượng năng lượng tiến vào vị diện trong cơ thể. Nếu đổi thành tầm bí cảnh khác, đoán chừng hấp thu đến hiện tại, từ bí lực hao hết cũng biến thành tràn đầy, lăng hàn thì sao? Trong cơ thể có vô số vị diện, không gian tồn chữ bí lực tiếp cận vô hạn, làm sao có khả năng lấp đầy? Lấp không đầy không sao, nhưng cảm giác đói bụng lại giảm bớt. chương 4096, Sông Tiên Môn Loại cảm giác đói bụng này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ném không đi, luôn luôn có cảm giác không thoải mái. Hiện tại, lượng lớn bí lực liên tục rót vào vị diện trong cơ thể tự nhiên cũng cho lăng hàn có cảm giác được ăn chút gì đó tẩy trần chỉ tích lũy suốt hai năm mới mở ra tích lũy mạnh cỡ nào lăng hàn không nói gì im lặng phát tài mới là vương đạo một ngày trôi qua không gian bảy vị diện trong người lăng hàn bị lấp đầy trong đoạn thời gian này hắn cũng mượn nhờ tẩy trần chỉ liên thông tất cả vị diện trong cơ thể đây là việc rất nhỏ chỉ cần đáp cầu rắt mối là có thể mở ra nhưng lăng hàn không thể hấp thu thêm năng lượng rất đơn giản, năng lượng tẩy trần trì đã hao hết. Việc này quá kinh khủng, chỉ một ngày mà thôi, tẩy trần trì đã cạn. Chín người khác khó hiểu đứng lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không phải đã nói có thể hấp thu ba ngày, hiện tại còn chưa tới một ngày rưỡi đấy. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta không thể hấp thu chút năng lượng nào, ta cũng thế, đúng vậy, chín người khác mờ mịt, lăng hàn cũng đứng lên, gia nhập vào hàng ngũ ta cũng ngơ ngác. Bọn họ vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục ngồi vào trong nước, cho tẩy trần trì tỏa ra năng lượng lần thứ hai Nước ao vẫn như vậy Không còn năng lượng cung ứng Ba ngày sau Đại thái giám Chu Kỳ xuất hiện Dẫn dắt đám người ra ngoài Đám người vội hỏi tình huống Chu Kỳ cũng chưa từng tiến vào tẩy trần trì Tự nhiên không thể giải đáp Chỉ nói sẽ đi hỏi bệ hạ Trở lại ngoại vụ phủ Lăng Hàn bắt đầu chuẩn bị cuối cùng Hắn sắp xong tiên môn Đạp vào tiên đồ Lăng Hàn cho mình thời gian ba ngày Hắn kiểm tra bản thân lần nữa Sau khi bước qua một bước này hắn sẽ thoát ly phàm cảnh cũng không có cần bồi dưỡng căn cơ như lúc trước. đương nhiên nếu hắn đạt được thánh dược hắn còn có thể bồi dưỡng thêm một chút thánh dược. ha ha ba ngày qua đi lang hàn không do dự nữa bắt đầu xung kích tiên đồ. trong thế giới này không có thực lực tiên đồ khắp nơi khó đi. bước đầu tiên của tiên đồ trúc cơ nhưng rất khó vượt qua tiên đồ bước đầu tiên lại ẩn chứa hai bước thứ nhất sông tiên môn thứ hai mới là xây tiên cơ. Lăng hàn cũng không biết mình đột phá gần bao lâu trong quá trình này không thể có người làm phiền hắn lại không muốn tạo ra động tĩnh lớn cho nên hắn cũng không đột phá trong ngoại vụ phủ hắn đi vào núi rừng nơi này nằm trong phạm vi đế đô cho nên không cần lo lắng võ giả bên ngoài đến dương oai lang hàn cũng lựa chọn một địa phương bí mật hắn thả tâm linh ra hắn chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. sau đó bắt đầu thôi động cấp độ sinh mệnh đại tăng lên từ phàm đến tiên đây là biến hóa về chất khoảng cách lớn đến vô tận cho nên, Lăng Hàn không cảm thấy lo lắng, hắn không vội, việc này rất bình thường, người bình thường bị kẹt trên 10 năm, 8 năm thậm chí trên trăm năm cũng không kỳ lạ. Mặc dù hắn tiến vào tầm bí cảnh không lâu, nhưng cảnh giới này vốn rất đặc thù, chủ yếu chỉ có hai điểm, tận khả năng đánh nát càng nhiều gông cùng xiềng xích và tích lũy đầy đủ bí lực, từ đó tránh tình huống không đủ lực vượt tiên môn. Lăng Hàn đã mở ra tất cả gông cùng xiềng xích trong người, cấp độ sinh mệnh đã đạt đến phàm cảnh cực hạt, dự trữ bí lực chỉ là một việc lớn sau khi tiến vào tẩy trần trì, hắn đã bổ sung được một ít. Cho nên, hắn đã hoàn toàn có tư cách xung kích trúc cơ. Lăng Hàn tích lũy cảm ngộ, chuẩn bị bộc phát sắp đến. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thời khắc đó chậm chạp không đến. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, Lăng Hàn lại có cảm giác đói bụng, lần này cũng không phải bí lực không có lấp đầy, mà là đói bụng thực sự. Hắn chịu đựng, hắn không thể phá hư tâm cảnh thật vất vả mới tạo ra, một khi phá đi, tất cả đều phí công. Với tu vi của hắn hiện tại, 10 ngày, 20 ngày không ăn uống không thành vấn đề. 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, oanh, đột nhiên trong cơ thể Lăng Hàn phát sinh biến hóa kịch liệt, sinh mệnh lực bạo động, mỗi một tế bào đều run rẩy, giống như sắp nổ tung. Tới, tới, tới rồi. Lăng Hàn cảm thấy thân thể chấn động, linh hồn giống như xuất khiếu bay vào trong tinh không, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vô tận. Đây là nơi nào? Rốt cuộc hắn ngừng lại, bốn phía đen kịt, phía trước là cánh cửa thanh đồng hình tròn cánh cửa thanh đồng cao trăm trượng, toàn thân pha tạp, hiện ra đầy hoa văn, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Đây là, tiên môn, lăng hàn kinh ngạc, hắn khẳng định mình đang ở trạng thái linh hồn, bên trong có một chỗ như thế, tồn tại một tiên môn. Hắn cũng không có vội vã nhảy lên, mà là đi tới gần, muốn quan sát tiên môn thật rõ. Nhưng lực lượng bài xích hợp tới, nó quá cường đại, căn bản không phải lăng hàn có thể chống lại, hắn không thể tiếp cận. Lăng Hàn ngưng mắt quan sát nhìn rõ, nhưng mặc cho hắn quan sát như thế nào hắn vẫn không nhìn rõ hoa văn trên cánh cửa dường như có lực lượng vô hình đang che mắt hắn hắn ý đồ phát động nhãn thuật hắn hiện tại là linh hồn làm sao có khả năng vận dụng chứ hắn lại nhìn thật lâu lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ được rồi nên sông tiên môn nếu có người nào biết khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người hiếu kỳ chuyện này làm gì không cảm thấy nên làm chính sự mới đúng sao lang hàn dùng sức nhảy lên trạng thái linh hồn của hắn rất đặc biệt nhảy cao hơn bình thường bởi vậy tiên môn cao trăm trượng bị hắn vượt qua không tốn sức chút nào a à, ta hiện tại là tiên nhân có thể xây dựng tiên cơ ý nghĩ này chưa biến mất lăng hàn cảm thấy lực lượng kỳ quái kéo hắn vào trong không gian hắc ám không biết trôi qua bao lâu hắn xuất hiện ở một nơi mới bốn phía đều là vùng hắc ám nhưng phía trước lại xuất hiện cánh cửa lượn quanh nửa ngày lại về nơi này không cánh cửa phía trước cao năm trăm trượng hơn nữa đều là màu bạc. Đầu tiên là thanh đồng, sau là bạc trắng, chẳng lẽ lại đằng sau còn có hoàng kim. Lăng Hàn nghĩ đến Bích Tiêu công chúa nói, nàng vượt qua hai tiên môn, nhưng lúc đó nàng cũng không nói cẩn thận, sớm biết nên tìm hiểu kỹ càng một chút. Mặc kệ nó, tiếp tục vượt qua, Lăng Hàn vẫn muốn quan sát hoa văn, vẫn có lực lượng tương tự ngăn cản hắn, không có cách nào thực hiện. Ai, Lăng Hàn nhảy lên, hắn tùy ý vượt qua cánh cửa màu bạc. Nhưng linh hồn của hắn còn chưa quay về linh hồn lại bị lực lượng cường giải kéo đi ngao du trong tinh không khi hắn dừng lại phía trước xuất hiện tiên môn hoàng kim lăng hàn chỉ a à một tiếng hắn cũng không ngạc nhiên chẳng lẽ thiên phú càng cao có thể vượt qua tiên môn càng nhiều sau đó thực lực sẽ càng mạnh nhưng lăng hàn muốn tiếp cận nó trước phát hiện không được thì hắn mới vượt qua ngược lại chuyện này không mất bao nhiêu thời gian tiên môn hoàng kim không biết cao bao nhiêu nhưng lăng hàn nhảy lên nhưng vô cùng miễn cưỡng linh hồn của hắn nên quay về nhưng mà, không có, chương 4097, phá vỡ. Lăng Hàn cũng không biết, mỗi khi hắn phóng qua một tiên môn, thiên địa sẽ gia tăng lực lượng lên người hắn, linh hồn của hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ba lần vượt qua tiên môn, niệm lực của hắn chỉ ít cường đại gấp trăm lần. Toàn bộ cây cối trong rừng gieo vang, phiến lá va chạm và phát ra âm thanh kỳ diệu. Lăng Hàn lại không hiểu, linh hồn của hắn lại bị kéo đi, đi trong tinh không vô tận. Hắn nuốt nước bọt, đầu tiên là thanh đồng sau đó là bạch ngân, sau đó nữa là hoàng kim, tiếp theo có phải sẽ có màu tím, màu đỏ và màu xanh? thời điểm hắn suy nghĩ mông lung, hồn thể của hắn đã ngừng lại. a, à, phía trước xuất hiện một tiên môn, nó cũng không cao lớn, mà là một tiên môn không trọn vẹn, một cánh cửa đá, nửa khúc trên đã bị ăn mòn phong hóa, cao không vượt qua hai trượng, tàn phiến nằm khắp nơi. lăng hàn cũng bị ấn tượng đầu tiên làm suy nghĩ sai lệch, cho nên hắn cho rằng đây là cửa đá, vì sao không có nửa phần trên? a à, vì cái gì ba tiên môn khác hoàn hảo cánh cửa này bị tổn hại sau khi vượt qua tiên môn hoàng kim không phải sẽ là tiên môn mẫu kim tiên kim sao cửa đá lăng hàn tràn ngập tò mò hắn đi tới vốn cho rằng sẽ bị bài xích vào lúc hắn đến gần hắn không cảm thấy có lực lượng ba động ngăn cản mình a à, đã không có trở ngại lăng hàn lại đặt tay lên cánh cửa khí tức phiến cổ hồng hoang ập đến cho hắn biết cánh cửa này cực kỳ cổ xưa có lẽ cổ xưa hơn cả phiến tinh không này có lẽ thời điểm tinh không chưa tồn tại cánh cửa đá ở đây nhưng tại sao nó tổn hại có thể trở thành tiên môn thứ tư chẳng phải vạn cổ bất diệt sao lăng hàn vuốt nhẹ một hồi trên cửa đá không có hoa văn gì chỉ có cổ điển và tang thương cũng không nhìn ra thứ gì được rồi nên vượt tiên môn lăng hàn nhảy lên hắn vượt qua cửa đá không khó khăn và áp lực gì cũng không có biến hóa tương tự không có lực lượng gì kéo mình đi cũng không có đưa hắn trở về khốn kiếp đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cao mày, việc này không thích hợp, hơn nữa, tiên môn thứ tư dễ vượt qua như thế, hắn chỉ miễn cưỡng vượt qua tiên môn hoàng kim, phải dùng hết lực lượng mới vượt qua nổi. Cửa đá bị hủy, độ cao chân thật không phải như thế, cho nên hắn nhảy không tính. Nhưng chuyện này không liên quan tới hắn, ngươi hủy là chuyện của ngươi, tại sao bắt ta gánh trách nhiệm? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nhưng bây giờ lại không có biện pháp gì, Lăng Hàn đành phải nghĩ biện pháp khác. Hắn đi chung quanh, đi vài bước, hắn muốn đẩy cửa đá. Đây là cử động vô ý thức, lúc hắn đẩy cửa đá, lực lượng ngăn cản lại xuất hiện, hắn cảm thấy cửa đá nặng nề, hắn chỉ có thể đẩy ra một ít. Lăng Hàn tươi cười, có hy vọng, hắn ra sức đẩy, một tấc, một tấc lại một tấc, vẫn chưa đạt được nửa thước, lực lượng kia tăng nhiều, ầm, hai cánh tay hắn bị đẩy lùi và cánh cửa đóng lại. Sợ người sao, Lăng Hàn hưng phấn, lần nữa bắt đầu đẩy cửa. Vẫn như thế, đẩy ra không được nửa thước sẽ bị lực lượng kia đẩy trở về. Lăng Hàn vận chuyển toàn lực, hắn tiếp tục chống đỡ. Lực lượng kia liên miên không dứt, cũng không biến mất, lúc hắn đối kháng cũng tăng lực lên, cũng đẩy hắn trở về. Nửa tắc lại nửa tắc, Lăng Hàn chậm rãi lui lại. Hắn cao mày, niệm lực của mình cường đại như vậy nhưng không thể bạo phát. Nếu có thể dùng bí lực thì tốt, chờ chút, tại sao không được chứ? Chẳng lẽ bởi vì hắn là hồn thể? Thử một chút, Lăng Hàn ngóc đầu trở lại, hắn hét lớn, điên cuồng vận chuyển lực lượng. Oanh, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện hắn bạo phát ra lực lượng mạnh hơn bí lực có thể vận dụng hắn cường thế tiến lên đột phá khoảng cách nửa thước hắn đẩy ra càng nhiều lực bài xích càng mạnh hắn cũng bị đẩy ngược nhanh chóng đã như thế lăng hàn phát động yêu hầu quyền vận chuyển năng lượng hủy diệt trăm tầng lực trồng lên hình thành tần suất công kích sau khi bước vào tầm bí cảnh lăng hàn đã lĩnh ngộ yêu hầu quyền tiến thêm một bước oanh cửa đá bị mở ra lăng hàn cười một tiếng nhanh chân thông qua hắn phát hiện cánh cửa mở ra lại có một bức màn ngăn cản mình, nó không kiên cố giống cửa đá nhưng lại có giãn, hơn nữa áp chế hắn toàn phương vị, hắn không thể thông qua. Lại đánh, lực lượng của hắn rất bá đạo, đầu, thân thể, hai chân đều chịu lực, hắn chịu lực không cân đối và ngã xuống. Dù hắn là hồn thể nhưng vẫn có cảm giác đau đớn. Lực đẩy toàn phương vị, hắn ngăn cản thế nào? Không đúng, không đúng, hai mắt lăng hàn lóe sáng, hắn hiện tại là hồn thể, nếu là hồn thể, tại sao phải câu nệ hình người lăng hàn cười ha ha thân thể biến hình chỉ còn một cái đầu sau ót mọc ra hai cánh tay hắn đấm thẳng vào cánh cửa mở cho ta âm 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 song quyền lăng hàn vung nhanh năng lượng hủy diệt tăng thêm yêu hầu quyền hắn cực kỳ bá đạo cũng mở ra một con đường hắn vượt qua cửa đá nửa trượt lại có lực lượng ngăn cản hắn hắn đã nhìn rõ ràng trên cửa đá có một tầng màn sáng có tính co giãn rất mạnh bây giờ bị hắn tiến lên nửa trượng là đạt tới cực hạn muốn đẩy hắn trở về muốn thông qua cửa đá hắn phải đánh tan màn sáng phá 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 lăng hàn quát lớn song quyền tấn công nhanh hơn năng lượng hủy diệt nện vào màn sáng màn sáng rất khủng bố năng lượng hủy diệt cường đại thế nào lại nhiều lần không thể kiến công lăng hàn không thèm để ý tới trong đầu chỉ có một ý niệm đó là xuất quyền một quyền không giải quyết được vậy thì hai quyền hai quyền không giải quyết được vậy thì 10 quyền, trăm quyền, ngàn quyền. Tạp tạp tạp, màn sáng xuất hiện khe nứt màu trắng dày đặc như mạng nhện. Nó sắp bị phá, nhưng, càng như thế, lực càng từ màn sáng càng lớn, thậm chí có ép lăng hàn trở về, mặc dù chỉ là một tia nhưng đã có mấy vết nứt biến mất, hiển nhiên màn sáng đạt được chữa trị. Lăng hàn giống to, hắn xuất quyền như mưa, nhanh đến mức vượt xa cực hạn của hắn. Đây là hồn thể, không chịu thân thể hạn chế. Tạp tạp tạp, vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng màn sáng vỡ vụn. Lăng Hàn lại xông qua cửa đá, được rồi, Lăng Hàn chưa tỉnh táo lại, một lực lượng khổng lồ kéo hắn đi, hắn rơi nhanh xuống dưới, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn nhìn thấy bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương cũng phát hiện Lăng Hàn tồn tại, cũng nhìn sang hắn, bởi vì lực kéo quá mạnh, tốc độ Lăng Hàn quá nhanh, hai người không ai nhìn thấy dáng vẻ của ai. Nội tâm Lăng Hàn chấn động, trừ hắn ra, lại có người tiến đến tiên môn thứ tư. Còn chưa nghĩ xong linh hồn của hắn như mất đi trọng lược, cấp tốc rơi xuống, sau đó trở về trong núi rừng, Lăng Hàn mở mắt ra. chương 4098, xây tiên cơ. Lăng Hàn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai cột sáng, ba cây cối gần đó lập tức vỡ nát. Đây không phải thần thông hắn tu ra, mà là sau khi vượt qua tiên môn, niệm lực, bí lực đều tăng lên kinh người, hắn vẫn chưa thích ứng lực lượng hiện tại, ánh mắt nhìn cũng làm cây cối đứt gãy. Vượt qua tiên môn, vẫn còn không thành trúc cơ, hiện tại hắn chỉ là chuẩn tiên đồ. Nhưng đến lúc này, Lăng Hàn không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Tiếp tục xây tiên cơ, trong lòng hắn xuất hiện khó hiểu, vì sao lại có một tiên môn sức mẻ, hắn chưa từng nghe ai nói qua, chẳng lẽ bởi vì hắn tu hành phàm cảnh đến cảnh giới hoàn mỹ, lúc này mới xuất hiện. Hắn còn nhìn thấy người khác sau cửa đá, chẳng lẽ nói, còn có người cũng tu hành phàm cảnh đến hoàn mỹ. Điều này có thể sao? Hắn có thể tu ra thân thể hoàn mỹ, là bởi vì trong cơ thể hắn dựng dục ra vô số vị diện, chẳng lẽ tạo hóa như thế còn xuất hiện trên người thứ hai. Cũng không nghĩ những việc này, nếu như về sau có cơ hội gặp được người kia, hắn sẽ hiểu rõ ràng. Nhưng biển người minh mông, hắn đi nơi nào tìm, người đó chắc chắn là thiên tài tuyệt đỉnh, cứ tìm theo hướng này là đủ. Lang Hàn bắt đầu xây tiên cơ, hắn không có sử dụng chút cơ thần thạch, hắn đã biết thứ này do máu tươi của đại đế biến thành, hắn muốn đi ra đế lộ của mình, như vậy không có khả năng đi lên con đường của đối phương. Lại nói, hắn đã ngâm trong biển máu, đạt được chỗ tốt vượt xa bất cứ khối trúc cơ thần thạch nào. Ta nên xây cơ thạch gì? Lăng Hàn chôn tín niệm vô địch trong nội tâm, ý chí chiến đấu vĩnh viễn không thất bại, dùng thứ này làm tiên đạo cơ thạch, lại lấy niệm lực quấn quanh, sử dụng niệm lực tẩm bổ không ngừng lớn mạnh. Hắn nghĩ tới hòn đá ở tiên môn, nội tâm chấn động, hắn có ý định nặn thành hình dáng đó, thậm chí chất liệu đều giống nhau, là tảng đá có hoa văn thô giáp. Đúng rồi, còn có khí tức viễn cổ hồng hoang, bang, Đúng lúc này, giữa thiên địa xuất hiện thiên lôi, mây đen cuồn cuộn bao phủ núi rừng, lôi điện tỏa sáng lúc nào cũng có thể đánh xuống. Lăng Hàn giật mình, hắn bắt trước cấu tạo tảng đá trên Tiên môn tạo thành tiên đạo cơ thạch, tại sao lại làm thiên địa tức giận? Khốn kiếp, tảng đá Tiên môn có lai lịch gì, thiên địa lại xem đó là cấm kỵ. Càng như thế, Lăng Hàn càng muốn làm, nếu tiên cơ của hắn cường đại như thế, hắn sẽ càng mạnh. Đến rồi, ông trời tức giận thì thế nào, có bản lĩnh bổ xuống đi. Âm um, thiểm điện bô xuống thật nhanh nó rơi xuống cách lăng hàn mấy trượng một cây đại thụ bị đánh gấy cũng bay vào người hắn lăng hàn vung tay tùy ý cây gấy bị đánh bay ra ngoài làm ta sợ sao hắn tiếp tục cấu trúc tiên cơ loảng xoảng tiếng sấm càng dày đặc có càng nhiều thiểm điện đánh xuống nhưng không bổ vào người hắn lôi kiếp trên trời chỉ chém đại hung đại ác đại tà cũng không dính dáng gì tới lăng hàn thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật phi xô cầu hiện tại làm sao có đối đãi khác với hắn chứ vào lúc này có thiểm điện màu tím giáng xuống, trực tiếp vào thức hải của Lăng Hàn. Thiểm điện màu tím hóa thành hình người, tràn ngập uy nghiêm, quát to. Lớn mật, lại dám đối đầu với thiên địa, không kính không sợ, bản thân đến chém ngươi. Xoát, hình người màu tím chém tới, thế công rất nhanh. Tâm ma, Lăng Hàn nói thầm một tiếng, thế giới này cũng không phải không có thiên kiếp, nó sẽ không tùy ý tiêu diệt một người, nó sẽ hủy diệt linh hồn của ngươi. Tâm ma loạn thần, làm cho người ta nhập ma, thiên đạo sẽ có lý do dùng thiên kiếp giết hắn. Tâm ma của Lăng Hàn càng trực tiếp, không phải muốn hỗn loạn tâm hắn, mà là trực tiếp diệt thần hồn của hắn, đã mất đi thần hồn, nhục thể như xác không, xây tiên cơ châu bỏ thì làm được gì. Tâm ma tấn công, muốn phá thức hải Lăng Hàn, chém thần hồn của hắn. Úm, Lăng Hàn mở miệng, ông, Phật âm cuồn cuộn, tạp, hình người màu tím xuất hiện vết dạn, chỉ có một đạo. Úm, Lăng Hàn lại giống to một tiếng như Hoàng Trung Đại Lữ, làm người ta tỉnh ngộ hình người màu tím lại xuất hiện một vết dạn Lăng Hàn xông tới, kịch chiến, âm âm âm, chém tâm ma đương nhiên phải dựa vào hồn lực, bí lực không có tác dụng. Tâm ma vô cùng mạnh mẽ, đó là vì Lăng Hàn chưa tu thành tiên cơ, thiên địa sẽ giáng tâm ma kiếp theo thông lệ, bởi vì tiên cơ của hắn quá phi phàm, thiên địa sớm hạ xuống tâm ma, ngăn cản hắn đại nghịch bất đạo. Lăng Hàn nắm giữ lục tự minh vương chú, chuyên chu tả ác, chuyên khắc tâm ma, cho dù chỉ một chữ cũng có tác dụng. Tâm ma xuất hiện hai vết nứt, chiến lực giảm nhiều, bị Lăng Hàn đè đánh. Úm, 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 Lăng Hàn liên tục hét lớn, tâm ma dạn nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ vụn. Phật tộc quả nhiên chuyên khắc tâm ma, chỉ một chữ úm đã trâu bò như thế, sáu chữ đầy đủ sẽ có uy năng thế nào. Lăng Hàn không quan tâm, hắn tiếp tục xây dựng tiên cơ. Bang, lại có thiểm điện màu tím giáng xuống, nó hóa hình trong thức hải Lăng Hàn và oanh kích. Lăng Hàn lắc đầu, không ngừng vận dụng lục tử minh vương chú, tâm ma không thể tạo thành uy hiếp với lăng hàn. Hắn nhất tâm nhị dụng, lần này không chỉ đánh tan tâm ma, hắn còn ra tốc tiến trình xây dựng tiên cơ, hiển nhiên hắn không gián đoạn hoàn thành, thiên kiếp và tâm ma sẽ không dứt. Chiến chiến chiến, lăng hàn rất chấn định, nắm chắc 10 phần. Sau một ngày, tiên cơ thành, nhân đạo cơ, nó chỉ lớn như nắm tay nhưng lại tỏa ra uy năng khủng bố, càng có ý chí viễn cổ hồng hoang, giống như cơ thạch lúc thiên địa sơ khai, có thể chống lên thiên địa. Trên bầu trời, Mây đen tản đi, thiên địa đã không ngăn cản được hắn, kiếp vân cũng biến mất. Mây đen còn biến mất hoàn toàn, lúc này đám mây lại hội tụ lần nữa. Thiên kiếp lại tới, việc này không phải ngăn cản Lăng Hàn xây tiên cơ, mà là hắn chúc cơ thành công, thiên địa sẽ giáng kiếp phạt, đây là thông lệ. Tâm ma lại tới nhưng yếu hơn rất nhiều, Lăng Hàn chỉ uống vài tiếng là có thể tiêu diệt. Lăng Hàn vừa định đứng lên, hắn phát hiện khiếu huyệt toàn thân mở ra, lực lượng thiên địa ập tới, bí lực của hắn tăng lên, niệm lực cũng như thế vượt qua bước này mới chính thức thoát khỏi phàm cảnh. Lăng Hàn vội vàng an tỏa, vận chuyển công pháp hầu ca, liều mạng hút lấy chỗ tốt. Chúc cơ cảnh khác mở bí cảnh sẽ không rất lớn, chỉ một lúc là lấp kín, bí cảnh của Lăng Hàn như cái hang không đáy, cho dù lực lượng thiên địa nhiều thế nào cũng không thể lấp đầy. Đáng tiếc, chỉ có nửa ngày mà thôi, thiên địa bình tĩnh lại. Thực lực của ta đạt tới mức nào? Lăng Hàn sờ cầm, hắn rất chờ mong. Hiện tại không phải lúc hiếu kỳ thực lực của mình thế nào, mà là thả nữ hoàng các nàng xuất thế. chương 4099, chúng thiên tôn xuất thế. Lăng Hàn vô cùng chờ mong, hắn đã vượt qua tiên đồ, có thể thả những thiên tôn trong người ra ngoài, đây là hắn suy đoán. Hiện tại hắn chúc cơ thành công, hắn rất khẩn trương và không chờ đợi nổi. Vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu trước kia, hắn đã nhìn chằm chằm vào một tên thiên tôn, làm người mười phần tả ác, đã sớm đáng chết, nhưng Lăng Hàn vẫn thù mà không giết, Chính vì làm thí nghiệm hiện tại, đó là thiên tôn nhất trọng, tâm niệm hắn hơi động, hắn câu thông đối phương thoát ra khỏi cơ thể. A, à, tên thiên tôn kêu thảm thiết, xuyên qua nội thế giới không phải nói đùa, có lực cản vô cùng to lớn, cho dù thể phách của hắn cũng không chịu nổi. Lang Hàn không quan tâm tiếp tục kéo hắn ra ngoài, ba, tên thiên tôn kia bị ném xuống đất, quần áo toàn thân bị phá hư sạch sẽ, hắn có thể kháng cự năng lượng to lớn từ thông đạo hai giới nhưng quần áo không làm được, thiên địa này áp chế hắn quá lớn hắn hiện tại giống như đứa trẻ sơ sinh, cực kỳ suy yếu. Suy yếu thì suy yếu, nhưng Trung Quy vẫn an toàn đi ra. Lăng Hàn thở ra một hơi, thành công. Đây là nơi nào, tên thiên tôn kia dùng ngữ khí đứt quãng hỏi, hắn vẫn chưa mở mắt ra, chỉ biết mình mất đi tất cả thần lực, yếu ớt giống như đứa trẻ. Trên thực tế, hắn vẫn là hài tử sinh non. Ngươi là ai, tên thiên tôn tiếp tục hỏi, thực lực của đối phương làm hắn sợ hãi, chính mình chính là thiên tôn, hiện tại bị kéo đi mà không biết gì. Ngươi không cần biết, lên đường đi. Lăng Hàn xuất quyền, năng lượng hủy diệt ập đến, tên thiên tôn tan biến. Sở dĩ không phải đánh chết, mà là trực tiếp đánh tan trong thiên địa, Lăng Hàn còn muốn thả nữ hoàng các nàng ra ngoài. Xa nhau lâu năm mới trùng phùng, lưu lại một thi thể chướng mắt sẽ phá hư tâm tình. Lăng Hàn câu thông với nữ hoàng các nàng, bảo các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Phu quân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lăng Hàn, nữ rất muốn gặp ngươi. Chúng nữ đều lên tiếng. Lăng Hàn gật đầu, Thực lực mạnh nhất trong chúng nữ hiện tại chính là nữ hoàng. Thế giới do hắn làm chủ, Lăng Hàn cũng không thể trực tiếp tăng thực lực của ai lên thiên tôn, chỉ có thể tận khả năng cung cấp tiện lợi, cho dù trở thành thiên tôn cũng cần bản thân lĩnh ngộ. Lang Hàn chỉ có thể tốc thành tiên vương, một ý niệm có thể biến phàm nhân thành tiên vương cửu trọng thiên, hơn nữa còn không có di chứng nào, cái giá lớn chính là tiêu hao lực lượng của hắn. Dù sao chỉ qua hơn 2 năm, hiện tại thời gian lưu động, nữ hoàng đạt được lang Hàn thiên vị, nàng đã đạt tới lục trọng lục trọng đã rất mạnh thiên tôn nhất trọng có thể bình an đi ra huống chi là lục trọng nhưng quan tâm sẽ loạn lang hàn vẫn có chút khẩn trương cẩn thận thả nữ hoàng ra ngoài chỉ qua một hồi nữ hoàng xuất thế lang hàn vội vàng chuẩn bị áo khoác mặc lên người nữ hoàng mặc dù nơi này không có người ngoài nhưng thân thể nữ hoàng sẽ suy yếu rất dễ dàng cảm lạnh lang Lan hàn nữ hoàng run rẩy run rẩy nói ra cố gắng mở mắt sau khi nhìn thấy lang hàn mới chịu nhắm mắt lại an tâm nghỉ ngơi bên cạnh có Lăng Hàn ở bên, cho dù đi vào thế giới này, nàng vô cùng yên tâm. Lăng Hàn thở ra, bắt đầu tiếp dẫn hổ nữ ra ngoài. Nữ tới rồi, ba, hổ nữ chính là hổ nữ, cho dù suy yếu nhưng nàng vẫn vui vẻ hô to. Lăng Hàn im lặng, sau đó trong hàng ngũ kiều thê của hắn lại không có người thứ ba trở thành thiên tôn. Không có cách, trừ nữ hoàng và hổ nữ ra, thiên phú của các nàng còn lại không cao, mặc dù có hắn thương lượng cửa sau nhưng thời gian hai năm làm sao đủ, cũng may chính là chỉ cần trong cơ thể lăng hàn đó chính là thế giới khác có một loại quy tắc khác chỉ cần thành tựu tiên vương mỗi người cũng không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên cùng thiên nhân ách sở dĩ chỉ cần lăng hàn không chết người trong cơ thể hắn không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ lăng hàn tiếp tục thả người lâm lạc chu hằng duyên sinh thiên tôn đại hắc cầu chỉ cần đạt tới thiên tôn toàn bộ sẽ rời khỏi cơ thể hắn kỳ thật hắn cực kỳ suy yếu dù sao một người đi ra ngoài sẽ thiếu đi niệm lực cung cấp đương nhiên Lăng Hàn sẽ không quan tâm. Trong thời gian ngắn, trong núi rừng xuất hiện vài trăm người, cũng may Lăng Hàn chuẩn bị đầy đủ quần áo, không thì khó chơi. Lăng Hàn thu mọi người vào trong dưỡng nguyên hồ lô, nhưng không gian nội bộ có hạn, một lần còn chưa đủ, đành phải mang đi nhiều lần. Hắn mua một căn nhà rộng, có thể đặt toàn bộ mọi người vào bên trong. Sau bốn ngày, Lâm Lạc đã từng là thiên tôn thất trọng có thể xuống giường, cũng đạt được công pháp, đan dược, trận pháp phụ trợ do Lăng Hàn chuẩn bị cho bọn họ đã bắt đầu tu luyện. Với thiên phú của bọn họ, không bao lâu nữa sẽ bước vào hoán huyết cảnh, Lăng Hàn hiện tại có thể cung cấp trợ giúp quá lớn. Thiên tôn thất trọng cần 4 ngày là có thể khôi phục, lục trọng cần 6 ngày, ngũ trọng cần 8 ngày, tứ trọng cần 11 ngày, nói tóm lại, thực lực càng yếu, thời gian có thể xuống giường càng chậm. Thẳng đến khi qua 20 mấy ngày, mọi người cũng khôi phục như cũ. Nhiều ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng quen thuộc cảnh giới hiện tại thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là niệm lực, mặc dù trực quan nhất chính là mang đám người ra khỏi nội thế giới, nhưng dùng trong chiến đấu, hắn đã có thể áp xúc thiên văn ngọc trong nháy mắt. Việc này không cần bí lực quán chú, niệm lực vừa động là có thể bộc phát tốc độ 30 lần vận tốc âm thanh, chỉ cần một kích là có thể giết trúc nhân cơ, cũng không phải không có khả năng miểu sát trúc thiên cơ. Cụ thể như thế nào, hắn cần trải qua thực chiến mới được. Một phương diện khác, rốt cuộc niệm lực cường đại của hắn đã có thể sinh ra liên hệ với Thiên Văn Ngọc, nói cách khác, trừ phi là người có niệm lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu không có lấy được Thiên Văn Ngọc cũng không thể sử dụng. Tiếp theo, bí lực của hắn rất cường đại, cấp độ sinh mệnh cũng có biến chất, đã có thể sử dụng tiên pháp. Hắn có thể vận dụng chỉ xích thiên nhai trong thời gian dài, có thể sử dụng chừng một giờ, khi đó thân thể mới nóng như thiêu đốt, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng chiến thần tam thức cũng chỉ có thể dùng một lần, đương nhiên, uy lực ba thức quá khủng bố, Lực lượng yêu hầu quyền trồng chất đạt tới 108 trọng, đây là cực hạn, không cách nào tăng thêm. Nhãn thuật cũng mở ra thời gian dài hơn, liên tục sử dụng nửa ngày mới mệt mỏi. Nói tóm lại, hắn tiến bộ rất lớn, thật muốn tìm hồng thiên bộ đánh một trận. Lăng hàn thì thào, hiện tại hắn cần chăm sóc một đám người, tạm thời không có tinh lực phóng túng. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đám người có thể tự lập, hắn sẽ đi tìm đám người nhị hoàng tử, đánh đám gia hỏa này một trận. Nhưng sau khi bước vào tiên đồ, công pháp phụ trợ của hắn đã mất đi tác dụng công pháp hầu ca cũng không được dường như không thích hợp với tiên đồ có lợi tất có hại so sánh ra hắn chưa nhìn thấy có hại